Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 81. Nghĩ đến đây, tâm trạng Dương Bách Xuyên thấy thoải mái rồi. Sau đó hắn đưa cho Diệp Vô Tâm một giọt nước sinh mệnh, khôi phục vết thương, nàng bị Quan Thiên Ngạo đánh một chưởng vẫn là bị thương, cũng may Quan Thiên Ngạo không hạ sát thủ với Diệp Vô Tâm, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mọi người tu dưỡng điều thức khôi phục chân khí tại chỗ, Dương Bách Xuyên vừa khôi phục tu chân điều dưỡng, vừa nói chuyện với đám người Hầu Đậu Đậu. Lúc hắn hỏi Hầu Đậu Đậu có gặp Chồn Nhỏ ở Đại Hoang không, Hầu Đậu Đậu lắc đầu, đại ca, ta vẫn chưa từng gặp lão đại Chồn Nhỏ, nếu theo như huynh nói, lão đại Chồn Nhỏ chắc là ở núi Ngô Đồng của Đại Hoang. Chỗ đó là thánh địa loài chim của cả Đại Hoang Sơn Hải Giới, nếu là đi theo Tiểu Phượng Hoàng, ta nghĩ lão đại Chồn Nhỏ chắc không sao. Mặc dù ở Đại Hoang cũng thuộc yêu tộc, nhưng mà loài chim và thú vật vẫn hoàn toàn khác nhau, một là ở đất liền, một là ở bầu trời, không xâm phạm lẫn nhau, cũng không quấy rầy lẫn nhau. Nếu không thì thế này, đợi sau khi ra khỏi bí cảnh Thao Thiết, ta và huynh cùng đến núi Ngô Đồng tìm lão đại Chồn Nhỏ, huynh thấy được không? Hầu Đậu Đậu gọi Dương Bách Xuyên đại ca là Dương Bách Xuyên ép buộc yêu cầu, lúc trước con khỉ nhỏ không biết nói chuyện, cũng không có tu vi bây giờ. Giờ vẫn là vương giả yêu tộc của Đại Hoang. Nếu đã giải trừ khế ước chủ tớ, còn gọi chủ nhân nữa thì không thích hợp, cũng sẽ khiến trong lòng đại ca kết nghĩa và yêu tộc đi theo Hầu Đậu Đậu không thoải mái. Dù sao ở Sơn Hải Giới, yêu tộc và nhân tộc không hòa hợp, để vương giả yêu tộc gọi một nhân tộc là chủ, cho dù Hầu Đậu Đậu không để ý, Dương Bách Xuyên vẫn phải suy nghĩ cho Hầu Đậu Đậu. Còn về Hầu Đậu Đậu gọi Chồn Nhỏ là lão đại, đây là đồng ý ngầm giữa nó và Chồn Nhỏ. Chồn Nhỏ Hương Hương là con đầu tiên đi theo Dương Bách Xuyên, cũng là một con Dương Bách Xuyên yêu thích nhất, đương nhiên Chồn Nhỏ chính là lão đại. Mỗi lần Chồn Nhỏ và Hầu Đậu Đậu cùng gây họa, Dương Mỗ chắc chắn là đánh Hầu Đậu Đậu, Chồn Nhỏ rất đắc ý vì điều này, nói chuyện với Hầu Đậu Đậu nó chính là lão đại, Hầu Đậu Đậu bị chịu thiệt mấy lần đã ngầm thừa nhận rồi. Nói ra tình cảm giữa Hầu Đậu Đậu và Chồn Nhỏ không kém hơn Dương Bách Xuyên, năm đó lúc Vân Môn Địa Cầu chưa xây dựng. Hai con đã đi theo bên cạnh Dương Bách Xuyên, chơi đùa trưởng thành, mãi đến khi tới Sơn Hải Giới mới tách ra, vừa tách ra đã là hơn 100 năm. Lúc Hầu Đậu Đậu nhắc đến Chồn Nhỏ cũng vô cùng kích động, ước gì lập tức đi tìm Chồn Nhỏ, còn nói nếu sớm biết lão đại Chồn Nhỏ ở Đại Hoang, nó đã đi tìm từ lâu rồi, tiếc là không biết. Hơn 100 năm nay nó cũng luôn ở trong thánh địa Hầu tộc khổ tu, thực ra cũng rất ít khi đi lại ở Đại Hoang. Bắt đầu từ hơn 10 năm gần đây mới đi lại trong Đại Hoang, khiêu chiến từng yêu tu, đánh phục từng người xuất sắc của bầy tộc khác ở Đại Hoang. Ví dụ lần này Hồ Yêu, Hùng Yêu, Lang Yêu V cam lòng đi theo hắn đều là từng yêu tu bị Hầu Đậu Đậu đánh cho phục. Dương Bách Xuyên gật đầu, nói cũng tốt, dù sao ta không quen thuộc Đại Hoang, năm đó ta ngu ngơ bị Hóa Thê Lương đưa ra khỏi Sơn Hải Giới, cũng không kịp dẫn theo Chồn Nhỏ, không biết những năm này nó có chịu khổ không. Đại ca, huynh đừng lo lắng quá, theo như huynh nói, năm đó chính tay huynh đã ấp nở ra chim thần Tiểu Phượng Hoàng, cũng coi như đã ký khế ước huyết tích với huynh, lão đại Chồn Nhỏ ở bên cạnh Tiểu Phượng Hoàng chắc sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà có một điểm ta cảm thấy rất kỳ quái, nếu như năm đó Tiểu Phượng Hoàng bị lão ma tước Hồ Động Đình đón đi, vậy thì đối với bầy tộc loài chim Đại Hoang chính là chuyện vui lớn, tất nhiên sẽ có tin tức truyền ra. Nhưng mà ta ở trong Đại Hoang chưa từng nghe nói tin tức núi Ngô Đồng có Phượng Hoàng xuất hiện, có lẽ là ta luôn tu luyện, rất ít đi lại ở Đại Hoang nên không biết. Đợi lát hỏi Bạch Khởi, tin tức của hắn ta rất linh hoạt. Hầu Đậu Đậu nghi ngờ nói. Dương Bách Xuyên còn chưa kịp đáp, Hầu Đậu Đậu nóng tính đã quay đầu nói với Bạch Khởi, Bạch. Đừng gọi nữa, để ta qua đó, tiểu tử đệ nhớ kỹ cho ta, Bạch Khởi là đại ca kết nghĩa của ta, đệ phải tôn trọng hắn. Càng phải nhớ hắn là ân nhân thành tựu bây giờ của đệ, năm đó nếu không phải đại ca phát hiện đệ là huyết mạch Thông Bích Viên Hầu, sao có thể đón đệ đến thánh địa của hầu tộc kế thừa truyền thừa của Thông Bích Viên Hầu, đệ cũng sẽ không huyết mạch phản tổ, biết không? Dương Bách Xuyên nghiêm túc nhìn Hầu Đậu Đậu, hỏi. Đại ca, ta biết rồi, thực ra những năm này ta đều gọi tên Bạch Khởi quen rồi, hơn nữa hắn cứ muốn gọi ta là thái tử, bảo ta gọi tên hắn, ta cũng hết cách. Hầu Đậu Đậu buồn rầu nói. Sau này gọi đại ca giống ta, hoặc gọi Bạch đại ca cũng được, không được vô lễ, nếu không ta đánh chết đệ. Dương Bách Xuyên hung dữ nói. He he, biết rồi. Hầu Đậu Đậu vui vẻ cười,
không biết tại sao nó chính là thích Dương Bách Xuyên một lời không hợp là ra tay với nó giống như lúc trước. Nhìn dáng vẻ hèn mọn của đệ kia, Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, đứng dậy thu công, chân khí trong người đã khôi phục 7-8 phần, không có linh đào, nhưng trên người có thiên tài địa bảo cướp được từ trên người tiểu ô quy, đủ để hắn bổ sung chân khí. Trong lòng hắn còn muốn bớt thời gian luyện chế một lò đan dược để sử dụng, trận chiến đấu hôm nay không có đạn dược chân khí quá thiệt thòi, cũng may có linh đào, có điều bây giờ linh đào cũng ăn hết rồi, muốn có tiếp vẫn phải đợi thời gian 9 ngày mới có thể chín. Còn về tiểu ó quy, bây giờ Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn tiếp nhận tiểu đệ đơn thuần nghĩa khí này rồi, sau khi bị thương cũng không quên cho tiểu ô quy 3 giọt nước sinh mệnh khôi phục vết thương. Dương Bách Xuyên đi về phía Bạch Khởi chuẩn bị hỏi hắn có nghe nói chuyện của Chồn Nhỏ và Tiểu Phượng Hoàng không, dù sao năm đó hắn biết là lão ma tước của Hồ Động Đình muốn đón Tiểu Phượng Hoàng đến Đại Hoang, chắc chắn Chồn Nhỏ cũng sẽ đi theo Tiểu Phượng Hoàng. Sau khi Dương Bách Xuyên hỏi xong, Bạch Khởi nghi ngờ nói, lão ma tước kia của Hồ Động Đình thì huynh có nghe nói tới, bảy yêu Đại Hoang đều gọi nó là Động Đình Nương Nương, Hồ Động Đình ở dưới chân núi Ngô Đồng, là thánh địa của bảy tộc loài chim. Nhưng nhiều năm như vậy huynh chưa từng nghe nói tới núi Ngô Đồng lại xuất hiện Phượng Hoàng, có phải hiền đệ nhầm lẫn rồi không? Bạch Khởi nghi ngờ hỏi. Nghe Bạch Khởi nói xong, trong lòng Dương Bách Xuyên lộp bộp, cùng ở trong Đại Hoang, Tiểu Phượng Hoàng là chim thần, nếu như Tiểu Phượng Hoàng thật sự được lão ma tước đón đến núi Ngô Đồng, trong Đại Hoang không thể nào không có tin tức, Bạch Khởi cũng không thể nào không nghe được chút tin tức, mà bây giờ lại là hoàn toàn không nghe nói tới. Vậy thì chỉ có một khả năng. Tiểu Phượng Hoàng căn bản chưa đến núi Ngô Đồng Đại Hoang, tương đương Chồn Nhỏ cũng sẽ không đến đó. Điều này kỳ lạ quá rồi. Nói như vậy, năm đó Tiểu Phượng Hoàng và Chồn Nhỏ sau khi tách khỏi hắn ở thành Yêu Quang, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Bách Xuyên không khỏi sốt sắng. Ước gì ra ngoài ngay bây giờ, đến Hồ Động Đình một chuyến tìm lão ma tước hỏi cho rõ ràng rốt cuộc Tiểu Phượng Hoàng và Chồn Nhỏ đã đi đâu. Hiền đệ không sao chứ? Đệ yên tâm, đợi sau khi ra ngoài vi huynh đến Hồ Động Đình với đệ một chuyến, mặc dù yêu tu đất liền và yêu tu loài chim trước giờ không hợp, nhưng cũng không sợ. Bạch Khởi nói. Không sao, Dương Bách Xuyên vừa lên tiếng, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó cả mặt đất đều bắt đầu chấn động. Quỳnh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, bầu trời trên xào huyệt thao thiết huyết quang mãnh liệt. Sông thẳng lên trời, trụ ánh sáng đường kính hơn mấy chục mét sông lên mây xanh. Là thiên địa xuất hiện dị tượng, xào huyệt thao thiết mở ra rồi. Bạch Khởi không khỏi kích động nói. Nghe Bạch Khởi nói, Dương Bách Xuyên nghi ngờ, nói, đại ca, xào huyệt thao thiết mở ra còn có môn đạo gì? Đương nhiên có, huyết quang sông lên từ chân trời kia chính là thiên địa dị tượng mỗi lần xào huyệt thao thiết mở ra, mỗi lần nó mở ra chắc chắn có bảo vật xuất hiện. Đương nhiên huynh cũng chỉ là nghe người thế hệ trước nói. Đi đi đi, chúng ta mau đi xem sao, cho dù không có được mảnh vụn thiên trảm, có thể có được hai bảo vật cũng tốt. Trong truyền thuyết, hung thú thao thiết là tham lam nhất, cắn nuốt vô số thiên tài địa bảo, thực ra đều tích trữ lại, có tiên nhân sau khi giết thao thiết, vô số bảo vật cũng đã thành vật vô chủ để lại ở xào huyệt thao thiết. Cứ cách mấy trăm năm vào thời gian đặc biệt xào huyệt thao thiết sẽ tự động mở ra. Lúc đó sẽ có một số bảo vật sinh ra linh tính tự động bay ra ngoài, người nào có thể có được coi như cơ duyên của người đó. Trong lúc Bạch Khởi nói, hắn ta đã phi thân hơn mấy trăm mét, bay về phía xào huyệt thao thiết cao đủ nghìn trượng. Lúc này không chỉ Bạch Khởi, mấy yêu tu cũng nhao nhao phi thân xông về phía xào huyệt thao thiết. Trong lòng Dương Bách Xuyên không có rung động gì lớn, bởi vì hắn biết chỉ cần là linh vật chủ động xuất thế, thì đều là có linh tính. Tình huống bình thường đều sẽ tự động chọn chủ, dựa vào cơ duyên, cưỡng ép ra tay cướp đoạt chưa chắc có thể về tay. Trong sân, Hầu Đậu Đậu, Mai Tỷ, Diệp Phô Tâm, Ngô Mặc Thu và cả Tiểu Ô Quy vừa khôi phục lại đều không hề nhúc nhích, từng người nhìn về phía Dương Bách Xuyên, chờ hắn quyết định. Chúng ta cũng đi xem, có điều mọi người đều cẩn thận hành động, tất cả tùy duyên, đừng cưỡng cầu, an toàn của bản thân quan trọng nhất. Nơi này nếu đã là xào huyệt thao thiết, thì chắc chắn sẽ không đơn giản. Dương Bách Xuyên nghĩ thấy vẫn quyết định đi xem sao rồi nói sau. Mục đích ban đầu của chuyến này là để tìm kiếm Hầu Đậu Đậu và Chồn Nhỏ Hương Hương, nửa đường nhảy ra Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền, mục tiêu chuyển thành bảo vệ hai đại mỹ nhân, để cho bản thân an tâm chút.
lại không ngờ Hầu Đậu Đậu sẽ xuất hiện, đã thành niềm vui bất ngờ. Mà sau trận chiến với Quan Thiên Ngạo, Diệp Vô Tâm tạm thời đã an toàn, bây giờ chỉ còn Hạ Thiền chưa tìm được, địa điểm mọi người truyền tống đến đều không giống nhau, Diệp Vô Tâm cũng chưa từng gặp Hạ Thiền. Lúc này điều Dương Bách Xuyên lo lắng là nếu Quan Thiên Ngạo chưa chết liệu có đi tìm Hạ Thiền không? Dù sao ở thuyền phi hành, Dương Bách Xuyên nghe thấy Quan Ngạo Thiên nói muốn đối phó với Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm, bây giờ Diệp Vô Tâm an toàn rồi, tiếp theo cần tìm được Hạ Thiền. Sao huyệt thao thiết phát ra thiên địa dị tượng huyết quang ngút trời này, chắc ở cả bí cảnh thao thiết đều có thể nhìn thấy, có lẽ sau khi Hạ Thiền thấy sẽ đến sao huyệt thao thiết. Cho nên Dương Bách Xuyên chuẩn bị đi xem sao. Coi như ôm cây đợi thỏ. Mặt khác, Quan Thiên Ngạo chết là một phân thân, bản tôn tai họa lớn này vẫn còn, sát tâm của Dương Bách Xuyên không những không giảm, ngược lại còn nhiều hơn. Trong lòng hắn biết rõ nếu như Quan Thiên Ngạo thoát ra ngoài thì sẽ có hậu quả gì, hắn ta là thiếu cung chủ của Bổ Thiên Cung thế lực đệ nhất ngoài mặt của Sơn Hải Giới, nếu như hắn ta muốn đối phó Vân Môn, thì sẽ là một uy hiếp rất lớn đối với Vân Môn Sơn Hải. Cho nên trong lòng Dương Bách Xuyên âm thầm quyết tâm không đinh để Quan Thiên Ngạo sống sót rời khỏi bí cảnh thao thiết. Sao huyệt thao thiết thiên địa dị tượng, đoán trước Quan Thiên Ngạo cũng sẽ vào trong. Cho nên mục đích lớn nhất Dương Bách Xuyên vào sào huyệt thao thiết hiện giờ là tìm Hạ Thiền, giết Quan Thiên Ngạo. Còn về mảnh vụn thiên trảm gì đó, Dương Bách Xuyên căn bản không nghĩ nhiều, có cơ duyên có thể có được là tốt nhất, không có cơ duyên cũng không cưỡng cầu. Dù sao tìm Hạ Thiền quan trọng hơn, bảo vệ sự an toàn của nàng ấy, không bị Quan Thiên Ngạo hại. Thứ hai tìm được Quan Thiên Ngạo rồi giải quyết hắn ta để trừ tai họa về sau. Người khác kiêng dè bối cảnh của Bổ Thiên Cung, Dương Bách Xuyên không sợ. Tìm hiểu trong thời gian ngắn, Dương Bách Xuyên đã cho Quan Thiên Ngạo một đánh giá có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi, tiểu nhân nham hiểm. Người này không giết sẽ để lại tai họa lớn. Cuối cùng đợi chuyện ở đây kết thúc, việc đầu tiên của hắn chính là đến Hồ Động Đình tìm lão ma tước có duyên gặp mặt một lần ở thành Yêu Quang năm đó, nghe ngóng tung tích của Tiểu Phượng Hoàng và Chồn Nhỏ, tìm ra bọn nó. Đoàn người trong lúc bất giác đã do Dương Bách Xuyên dẫn đầu, nói chung là thiếu niên vương của yêu tộc Đại Hoang Hầu Đậu Đậu này cũng chờ Dương Bách Xuyên lên tiếng, trong lòng nó từ đầu tới cuối đều chỉ nhận Dương Bách Xuyên. Trong lòng Hầu Đậu Đậu rất không vui vì Bạch Khởi và mấy yêu tu bay đi trước, nhưng cũng không nói gì, nó đã quyết định, lần này nhất định rời khỏi Đại Hoang với đại ca Dương Bách Xuyên. Bản thân nó không thuộc về Đại Hoang, quê hương của nó ở Trung Quốc trong địa cầu. Người thân của nó là Dương Bách Xuyên, là Chồn Nhỏ. Hơn nữa từng nghe Dương Bách Xuyên nói Vân Môn đã xây dựng tông môn ở châu Tây Sơn của Sơn Hải Giới, rất nhiều đệ tử Vân Môn địa cầu đều đã đến Sơn Hải Giới, Hầu Đậu Đậu vô cùng vui mừng vì điều này. Trong lòng nó người từ địa cầu đến mới là người thân, ở Đại Hoang hơn trăm năm từ đầu tới cuối nó vẫn không quen. Nếu không phải vì để có thể giúp được cho Dương Bách Xuyên, với tính cách nóng nảy của nó sẽ không ở lại Đại Hoang. Đoàn người phi thân lên, đáp trên ngọn núi hình cầu khổng lồ, hoặc nói là vùng ven sào huyệt thao thiết. Dương Bách Xuyên đứng ở bên rìa nhìn qua cũng không khỏi thán phục, sào huyệt rất lớn, rất đồ sộ. Lúc hắn đến bên trên sào huyệt thao thiết, đứng ở bên cạnh nhìn qua, phát hiện cả sào huyệt thao thiết vô cùng giống tổ chim nổi tiếng của quê hương Trung Quốc, bên trong trống không, từng vòng xoáy xuống, ở giữa là ruột rỗng tạo thành. To bằng 10 kiến trúc tổ chim. Vô cùng to lớn. Huyết quang ngút trời chính là phun ra từ chỗ trung tâm nhất của sào huyệt, cũng không biết chỗ trung tâm nhất của cả sào huyệt sâu cỡ nào, tóm lại đã bị huyết quang ngăn cách không thấy rõ. Đứng bên rìa sào huyệt, khí tức huyết sát nồng nặc không ngừng xung kích, mọi người đều phải phóng thích chân khí ngăn chặn, nguyên thần đều dao động không vững dưới uy lực huyết sát này. Cả sào huyệt thao thiết mang lại cho người ta cảm giác như một cánh cửa thông đến địa ngục, chắc chắn không phải nơi tốt lành. Từng trụ ánh sáng từ bốn phương tám hướng đến, nhao nhao hạ xuống xung quanh sào huyệt thao thiết. Chưa được chốc lát, Dương Bách Xuyên đã thấy mấy trăm khí tức, quần yêu tụ tập. Có yêu tu có nhân tộc, trong đó còn thấy cung thủ của dãy Vân Vụ, cặp sinh đôi Thạch Sơn và Thạch Thủy của Song Thiên Môn, ba người đứng cách mấy trăm mét, gật đầu ra hiệu với Dương Bách Xuyên, coi như là chào hỏi. Dương Bách Xuyên cũng gật đầu đáp lễ, Dương Bách Xuyên chưa từng xảy ra xung đột với ba người này. Người ta tỏ ý chào hỏi, hắn tất nhiên cũng sẽ không thất lễ.
Hơn nữa người dám xuất hiện ở cạnh xào huyệt Thao Thiết 8-9 phần đều là yêu tộc, nhân tộc rất ít, cách đám người cung thủ không xa có 8-9 tu sĩ nhân tộc, nhưng trông khoảng cách đứng của từng người không quá gần, hình như có ý giữ khoảng cách. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cau mày. Lúc này Diệp Vô Tâm tới gần, giống như biết điều Dương Bách Xuyên nghi ngờ, nàng nói, mấy người kia là tán tu, trong đó có mấy người ta từng gặp, đều là người xuất sắc trong số tán tu. Tán tu trước giờ đều là độc lai độc vãng, hôm nay mấy người bọn họ tụ tập với nhau trông giống như đang đợi ai đó xuất hiện. Trong lúc hai người nói chuyện, Tiểu Ô Quy đột nhiên nói, đại ca, ta thấy A tỷ của ta rồi. Dứt lời, Tiểu Ô Quy kích động gọi, A tỷ. Dương Bách Xuyên nhìn theo chỗ Tiểu Ô Quy gọi, cách mấy trăm mét có hơn 10 hải yêu xuất hiện, người dẫn đầu là một nữ tử mặc bạch y tóc màu tím. Mặc dù cách rất xa, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn thấy rất rõ ràng nữ tử mặc bạch y dẫn đầu, cũng chính là A tỷ mà Tiểu Ô Quy gọi, quả thật là một tiên nữ, tiên tử như bước ra từ trong tranh, không nhiễm khói bụi trần gian. Sau khi nữ tử thấy Tiểu Ô Quy, ánh mắt lóe qua vẻ căng thẳng nhìn đám người Dương Bách Xuyên, sải bước đi tới. Lúc này Hầu Đậu Đậu đột nhiên he he, nói, ta nói này Tiểu Ô Quy, ngươi chắc chắn nữ tử kia là A tỷ của ngươi ư? Tiểu Ô Quy gật đầu, chắc chắn, nàng chính là A tỷ của ta, tốt với ta nhất đấy. Tỷ tỷ ruột, giọng Hầu Đậu Đậu càng kỳ lạ. Đương nhiên là tỷ tỷ ruột cùng cha cùng mẹ, không nói với ngươi nữa. Đại ca, ta qua đón A tỷ ta. Đi đi. Nhìn Tiểu Ô Quy đi về phía nữ tử, Hầu Đậu Đậu nhếch miệng cười, nói, đại ca, người nói Tiểu Ô Quy trông xấu vậy, sao tỷ tỷ hắn giống như tiên nữ thế chứ? Cầm miệng Dương Bách Xuyên đá Hầu Đậu Đậu một cái, hắn cảm nhận ra được tỷ tỷ này của Tiểu Ô Quy rất mạnh mẽ, cách rất xa đã có thể cảm nhận được yêu khí ngút trời, còn mạnh hơn cả thái tử Giao Long kia, hắn sợ cái miệng của Hầu Đậu Đậu đắc tội người ta. Trường hợp ngày hôm nay, người có thể đến xào huyệt Thao Thiết đều không phải kẻ yếu, vẫn là bớt gây thêm rắc rối thì tốt hơn. He he, ta không phải len lén nói với ngươi thôi à. Đại ca yên tâm, ta sẽ không nói Tiểu Ô Quy xấu trước mặt hắn đâu, Hầu Đậu Đậu vẫn là tính cách hèn hạ kia, bây giờ sau khi có thể nói tiếng người, miệng cũng hèn. Đang nói chuyện, lông mày nó chợt cau lại, tự nói, ế, con rắn thối và tên xấu xí kia cũng tới rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe lời nói của Hầu Đậu Đậu hình như có kiêng dè, trong lòng Dương Bách Xuyên tò mò, vậy mà còn có tồn tại khiến Hầu Đậu Đậu kiêng dè. Hắn quay đầu nhìn, phía chân trời có hơn 10 trụ ánh sáng hoặc đen hoặc xám bay tới, hạ xuống cách mấy chục mét, hóa thành hình người, yêu tu không hề kiêng dè tản ra, hơn nữa còn mang theo một mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Yêu tu này vừa đến nơi, yêu tu xung quanh vào huyệt Thao Thiết đều lần lượt nhìn qua, bày ra vẻ chán ghét và kiêng dè. Yêu tu có thể khiến Hầu Đậu Đậu kiêng kỵ làm cho Dương Bách Xuyên không khỏi chăm chú nhìn thêm. Chỉ thấy hai yêu tu cầm đầu lại hóa hình thành người bình thường rồi, một cao một thấp một mập một gầy, luôn khiến cho người ta có cảm giác tà ác. Người cao gầy nhìn diện mạo rất yêu mị, không phân biệt được là nam hay nữ, khuôn mặt người mập lùn bị dỗ, đích thật là một tên xấu xí. Dương Bách Xuyên không khỏi hỏi Hầu Đậu Đậu, hai tên đó là yêu tinh gì vậy? Người có diện mạo yêu mị chính là một con dao xà lưỡng tính, tên khốn khiếp này tính cách dâm đãng vang danh khắp toàn bộ đại hoang, tu vi thâm sâu khó lường, thuộc loại nam nữ đều ăn được. Toàn thân là kịch độc, chẳng những là khí độc mà quả thực còn là dược vật siêu cấp dược vật, nghe nói người phải sẽ mất đi ý thức và lý trí, chỉ còn lại sự phóng túng, thánh nữ băng kiệt chúng độc cũng phải thành dâm phụ, cho nên lưỡng tính thật sự biến thái, nổi tiếng xấu ở đại hoang, có biệt danh là âm dương yêu. Lần trước ta cũng không rõ lắm, cứ tưởng ả là cao thủ của đại hoang bài nên đi tìm ả đánh nhau, nếu không phải Bạch đại ca chạy tới kịp thời thì suýt chút nữa toi đời rồi. Đương nhiên cũng không phải ta đánh không lại ả mà thật sự là quá ghê tởm khiến ta cảm thấy buồn nôn. Hầu Đậu Đậu nhìn em mờ Dương Yêu cách đó mấy chục thước, vừa nói chuyện vừa không khỏi nổi da gà. Dương Bách Xuyên nhìn bộ dáng của Hầu Đậu Đậu thì không khỏi bật cười, trêu ghẹo nói, Hầu Đậu Đậu. Xem ra ngươi đã không còn trong sạch nữa rồi ha ha. Không có Hầu Đậu Đậu giống như một con mèo bị giẫm lên đuôi mà vùng vẫy kháng nghị, lập tức nói, đại ca, huynh còn đùa giỡn kiểu này nữa, ta trở mặt với huynh đấy. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt Hầu Đậu Đậu đỏ bừng.
Dương Bách Xuyên càng muốn cười, liếc thấy Hầu Đậu Đậu đỏ mặt tía tai, hắn muốn tìm một chút háo sắc từ trong ánh mắt Hầu Đậu Đậu. Kết quả không đến 3 giây, Hầu Đậu Đậu nhụt chí nói, ta nói nhưng huynh không được cười. Nói đi, ta đảm bảo không cười. Ta, bị tên yêu quái âm dương kia sờ mông, nói đến chữ cuối cùng, trên mặt Hầu Đậu Đậu hoàn toàn thành mông khỉ đỏ thấu. Ách Dương Bách Xuyên sửng sốt, nhưng lập tức bật cười, a ha ha. Huynh nói không cười, ta nhất định sẽ tự tay băm tên âm dương cuồng biến thái kia ra. Hầu Đậu Đậu bất lực nói. Được rồi, ta không cười, ha ha ha, để nói một chút về cái tên kia đi. Cái con quái vật mặt rõ đó kìa, Dương Bách Xuyên nhịn cười nói. Hầu Đậu Đậu cũng không muốn dây dưa với cái đề tài này, đối với nó chính là sự sỉ nhục nhưng thật sự có đánh nhau. Không phải đánh không lại mà là nó thật sự không muốn ra tay với em mờ Dương yêu, quá ghê tởm. Nghe Dương Bách Xuyên hỏi yêu ma mặt dỗ bên cạnh âm Dương yêu, nó nói tiếp, bản thể của mặt dỗ là một con cóc ngàn năm, cũng là một quái yêu, trong bụng toàn là ý đồ xấu xa, tên này có ba công kích vô cùng cường hãn, sau khi hóa thành bản thể, trên lưng mọc đầy khối u ác tính công kích 360 độ không góc chết, yêu tu lục chuyển bình thường cũng không chống lại được kịch độc của khối u ác tính đó. Cái thứ hai là ả ta há miệng phun ra một ngụm nọc độc vô cùng bá đạo, lúc ta tìm ả ta đánh nhau thì bị ả phun trúng một ngụm nọc độc, mới chỉ một chút thôi đã suýt chút nữa phá hủy một cánh tay của ta, nọc độc lan nhanh như lửa cháy vậy, không thể luyện hóa. Lúc trở về thánh địa viên tộc, ta phải nhờ đến một thân tu vi của trưởng lão viên tộc mới phong ấn áp chế được nọc độc, không để nó lan ra. Lần này có cơ hội, ta sẽ giết chết cóc thối và âm dương yêu, đại ca. Huynh đụng phải cũng nên cẩn thận một chút, con cóc kia còn có một thiên phú gào thét, ả ta hét một tiếng đánh thẳng nguyên thần, vô cùng đáng sợ, tóm lại giao xà và cóc đều là lưỡng tính, một người thì biến thái, một người thì ý đồ xấu đầy bụng. Hai yêu tinh này nổi tiếng xấu ở đại hoang nhưng cũng không ai dám trêu chọc. Rất nhiều tộc quần thế hệ sau tuổi còn trẻ đều trở thành điểm tâm trong bụng bọn họ. Lúc nói chuyện, Hầu Đậu Đậu tỏ rõ sự chán ghét và nghiêm túc, bảo Dương Bách Xuyên phải chú ý. Để ta xem thử phong ấn nọc độc của đệ đi. Dương Bách Xuyên cũng không cười đùa nữa, nghiêm túc hỏi Hầu Đậu Đậu chỗ bị cóc tinh phun nọc độc chúng. Hầu Đậu Đậu nâng cánh tay trái lên, vén bộ lông màu vàng óng ra, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một cái túi to bằng nắm tay trẻ con. Những nọc độc này không luyện hóa được, đan dược giải độc bình thường hoàn toàn không có tác dụng, hiện giờ chỉ có thể phong ấn để nó không lan ra, cóc tinh phun ra nọc độc vô cùng bá đạo. Cho dù thân thể ta có cường hãn cũng đều bị ăn mòn thối nát. Trong lòng Hầu Đậu Đậu vẫn còn sợ hãi nói. Dương Bách Xuyên vươn tay, vận chuyển chân khí qua rồi nhắm mắt xem xét. Một lát sau, trong lòng hắn hơi hồi hộp, mở mắt ra. Hầu Đậu Đậu đương nhiên biết đại ca nhà mình tinh thông y thuật, lại hỏi, đại ca, sao rồi, có thể giải trừ không? Tuy là nọc độc của nó đã được trưởng lão viên Hầu hao phí tu vi ngàn năm phong ấn lại, nhưng vẫn bị ảnh hưởng như trước, cả cánh tay đều đau như kim đâm, chỉ là nó không nói ra mà thôi, nếu có thể giải độc đương nhiên là tốt quá rồi. Đương nhiên có thể giải, chờ sau khi ra khỏi bí cảnh thao thiết, ta sẽ cho đệ đan giải độc. Mặt Dương Bách Xuyên tươi cười nói. Nhưng ngay sau đó, hắn nheo mắt nhìn về phía cóc tinh cách đó hơn 10 thước, sâu trong hai mắt bộc phát sát ý. Vừa rồi kiểm tra phong ấn nọc độc ở cánh tay của Hầu Đậu Đậu, Dương Bách Xuyên phát hiện nọc độc bậc này chính là nọc độc tiên thiên, chẳng những ăn mòn thân thể mà về lâu dài còn có thể ăn mòn làm nguy hại thần hồn. Hơn nữa, với nọc độc tiên thiên bậc này, cho dù dùng linh dược thượng thừa để luyện chế đan giải độc cũng không có tác dụng, muốn giải độc, nhất định phải lấy độc căn tiên thiên làm dược mới được, nói cách khác muốn giải trừ nọc độc phong ấn trên cánh tay Hầu Đậu Đậu. Nhất định phải giết chết cóc tinh để lấy độc căn tiên thiên của cóc tinh mới luyện ra được đan giải độc. Mặc dù nọc độc trên cánh tay Hầu Đậu Đậu đã bị phong ấn, nhìn có vẻ không sao, nhưng cũng chỉ là phong ấn để áp chế tạm thời, càng thời gian dài về sau càng không thể áp chế được nọc độc tiên thiên này, một khi bộc phát sẽ lan khắp toàn thân chỉ trong nháy mắt, thậm chí độc đục khoét nguyên thần, như vậy có thể sẽ phải chết. Sau khi nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Dương Bách Xuyên âm thầm thề, nhất định phải giết chết cóc tinh. Không giết chết cóc tinh lấy độc căn tiên thiên để luyện đan giải trừ nọc độc cho Hầu Đậu Đậu, khối u ác tính phong ấn trên cánh tay nó chính là một quả bom hẹn giờ có uy lực cực lớn,
không biết sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, sẽ lấy mạng của Hầu Đậu Đậu mất. Dương Bách Xuyên khó khăn lắm mới được gặp mặt Hầu Đậu Đậu, sao có thể để cho Hầu Đậu Đậu chịu thiệt thòi này. Hơn nữa, ai dám tính kế Hầu Đậu Đậu, một đại ca như Dương Bách Xuyên hắn quyết không buông tha. Hầu Đậu Đậu ung dung, đương nhiên không phát hiện sát ý sâu trong ánh mắt Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng sẽ không nói những chuyện này cho nó biết, mà là đưa ánh mắt sâu thẳm đặt ở trên người Cóc Tinh. Đại ca, A tỷ của ta tới rồi. Ngay lúc Dương Bách Xuyên đưa mắt quan sát Cóc Tinh, giọng nói mang theo sự vui mừng của Tiểu Ô Quy vang lên. Dương Bách Xuyên vừa quay đầu lại, thấy Tiểu Ô Quy đang vui vẻ lôi kéo tay nữ tử mặc bạch y đến, nói chính xác là tỷ tỷ của nó đến đây. Thánh nữ của bộ tộc Long Quy tại khu vực Đông Hải của lãnh thổ Đại Hải Long Kiều Nam xin chào Dương đạo hữu, đa tạ đạo hữu đã có ơn cứu mạng đệ đệ của ta, trên dưới bộ tộc Long Quy ta nhất định sẽ ghi nhớ phần ân tình này của đạo hữu. Nữ tử tự xưng là Long Kiều Nam đang nói chuyện, độc giả Dương Bách Xuyên thoải mái khom người cảm tạ. Long đạo hữu khách khí rồi, ta và lệnh đệ có vẻ hợp ý nhau, cứu hắn cũng chỉ là tiện tay thôi, đừng khách khí. Dương Mỗ đối mặt Long Kiều Nam rất đúng mực, không ăn khói lửa nhân gian, trong lúc nói chuyện mặt không đỏ không thở mạnh, hắn đương nhiên sẽ không nói, cứu đệ đệ ngươi là vì cướp bóc, ồ không, là vì mượn chút thiên tài địa bảo của hải tộc, khụ khụ. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ ban đầu thôi, chính là vì lừa gạt thiên tài địa bảo trên người Tiểu Ô Quy, cũng vì muốn đi cướp bóc càng nhiều hải yêu giàu có, chỉ là sau đó hắn không ngờ Giao Long Thái Tử. Đại Bạch Sa và Trương Ngư công chúa lại bị Quan Thiên Ngạo tính kế luyện hóa ngược lại, thiên tài địa bảo trên người bọn họ cũng có thể luyện hóa, Dương Bách Xuyên không tìm được. Mãi đến sau này Tiểu Ô Quy đứng ra giúp mình phòng ngự, Dương Mỗ mới hoàn toàn coi Tiểu Ô Quy là bằng hữu, cho nên hiện giờ vẻ mặt lúc nói chuyện đầy vẻ chính trực. Vẻ mặt Long Kiều Nam cũng nói cười không câu nệ, nhưng vẫn nghiêm túc nói cảm tạ, dù nói thế nào thì Dương đạo hữu cũng đã cứu đệ đệ ta. Bộ tộc Long Quy ta đều phải ghi nhớ phần ân tình này, cảm ơn đạo hữu. Không cần khách khí. Hai người khách sáo một phen, cũng đang đánh giá lẫn nhau, ở trong mắt Dương Bách Xuyên, Long Kiều Nam ngoại trừ xinh đẹp như thiên tiên ra thì điều làm cho Dương Bách Xuyên kinh hãi nhất chính là một thân tu vi cường đại. Tuy là hắn không dám bất kính đi xem xét, nhưng cảm nhận từ khí tức, Long Kiều Nam chắc chắn có tu vi phân thần cảnh trung kỳ. Thực ra chính là hải yêu có tu vi cao thâm đầu tiên mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy từ trước đến giờ. Ngay cả 7-8 thuộc hạ hải yêu đi theo bên cạnh Long Kiều Nam cũng đều là cấp bậc lục chuyển, làm cho Dương Mỗ phải nhận thức lại nhất mạch hải yêu và bộ tộc Long Quy cường đại rồi, đại yêu lục chuyển có thể tồn tại ngang bằng với phân thần cảnh. Long Kiều Nam cũng đang đánh giá Dương Bách Xuyên, ở trong mắt nàng ấy, Dương Bách Xuyên rõ ràng là nhân tộc có cảnh giới phân thần cảnh sơ kỳ. Thế nhưng chân khí trong cơ thể lại vô cùng rào rạt, so với tu sĩ cùng cấp bậc còn mạnh hơn gấp 10 lần, quả thật làm cho nàng ấy khiếp sợ, trong lòng nghĩ phải kết giao thúc đẩy mối quan hệ này tốt lên mới được. Ngay lúc hai người khách sáo nói chuyện phiếm với nhau, phía chân trời truyền đến tiếng thét dài, thu. Là nhất mạch phi cầm đến Hầu Đậu Đậu nói. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía chân trời, mười mấy dáng màu lập lòe hiện lên. Lúc đến gần mới thấy rõ, đó là những con chim có hình thể to hoặc nhỏ. Dẫn đầu là một con chim thanh uyên có lông màu xanh lơ, nhìn thấy loài chim bay này, trong đầu Dương Bách Xuyên hiện lên con chim thanh uyên đi bên cạnh lão chim sẻ lúc đại náo thành yêu quang năm đó. Mặc dù đã qua trăm năm, nhưng Dương Bách Xuyên có thể chắc chắn đó chính là chim thanh uyên hắn từng gặp lúc ở thành yêu quang. Nghĩ đến đây, lập tức bay về phía loài chim bay. Hắn chuẩn bị hỏi chim thanh uyên tung tích của Tiểu Phượng Hoàng và chồn nhỏ, năm đó chim thanh uyên cũng là một trong các yêu tu nghênh đón Tiểu Phượng Hoàng. Chắc chắn chim thanh uyên này biết tung tích của Tiểu Phượng Hoàng và chồn nhỏ. Trong nháy mắt, chim thanh uyên đã mang theo loài chim bay dừng ở bờ bên kia. Khoảng cách hai bên chạm mặt là một cây số. Sao huyệt thao thiết quá khổng lồ, hơn trăm tu sĩ ở trên đó cũng rất rộng, người đứng trên đó nhỏ bé như con kiến. Khi Dương Bách Xuyên vừa nhích người, đột nhiên cột sáng màu đỏ của xào huyệt thao thiết phát ra tiếng chấn động mạnh, sau đó biến mất không thấy. Trong khoảnh khắc này, tất cả tu sĩ phân tán ở bốn phía, dù là nhân tộc hay yêu tộc hoặc hải yêu đều nhảy vào trong xào huyệt thao thiết. Dương Bách Xuyên đang định hỏi chim thanh uyên về tung tích của Tiểu Phượng Hoàng và chồn nhỏ, ai biết cột sáng lại biến mất không thấy.
Chim Thanh Uyên mang theo các tu sĩ loài chim bay đi vào xào huyệt, hắn đành phải từ bỏ. Ngay sau đó M Dương Xà và Cóc Tinh trong miệng hầu đậu đậu cũng dẫn theo đám yêu tu tiến vào trong đó. Lĩnh cung thủ Vân Vũ, huynh đệ song sinh Thạch Sơn Thạch Thủy của song thiên môn, rất nhiều tán tu, yêu tu, hơn trăm tu sĩ thi nhau nhảy xuống như cá vào biển rộng, đi vào trong xào huyệt thao thiết. Hiền đệ, chúng ta cũng đi. Bạch Khởi rất kích động, chào hỏi Dương Bách Xuyên, sau đó dẫn đầu đi vào xào huyệt thao thiết. Hầu đậu đậu nhìn Dương Bách Xuyên, nói, đại ca, bây giờ chúng ta làm gì? Đi vào, Dương Bách Xuyên nói, nếu mọi người đều đi vào, vậy bọn họ cũng không có lý do gì không đi. Hầu đậu đậu nhếch miệng nhảy xuống. Lúc này giữa sân chỉ có Long Kiều Nam cùng một đám hải yêu chưa đi, bên cạnh Dương Bách Xuyên là Ngô Mặc Thu đang ẩn thân, Diệp Vô Tâm và Mai Tỷ. Long Kiều Nam nhìn Dương Bách Xuyên, nói, Dương đạo hữu, nghe đồn xào huyệt thao thiết chính là một thế giới ngầm, tự mình tạo thành một tiểu thế giới. Nếu ở trong xào huyệt thao thiết có nhìn thấy một đứa trẻ mặc y phục màu đỏ, Dương đạo hữu chạy được bao nhiêu thì chạy, chạy thật xa, cũng không cần ham của hời, hy vọng đạo hữu nhớ kỹ. Đứa trẻ mặc y phục màu đỏ, ham của hời, có ý gì? Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi. Nói thật ta cũng không biết, đây chỉ là một đoạn lời nhắm được một vị tổ tiên của tộc Long Quy ghi xuống, nghiêm lệnh nếu hậu bối đi vào xào huyệt thao thiết phải nhớ kỹ lời này, tuyệt đối vâng theo. Đạo hữu đã cứu đệ đệ của ta, ta cũng chỉ thiện ý nhắc nhở, hy vọng đạo hữu phải cẩn thận, đi trước một bước. Long Kiều Nam nói xong dẫn theo tiểu rùa đen và một đám hải yêu đi vào xào huyệt thao thiết. Dương Bách Xuyên như suy tư gì đó, đặt lời nói của Long Kiều Nam vào trong lòng, dù sao cũng là ý tốt của người ta. Sau đó nói với Diệp Vô Tâm và Mai Tỷ. Từ từ, ta vẫn nên trở về, ta không hứng thú với chuyện này, có việc để triệu hoán ta là được. Đột nhiên Mai Tỷ lên tiếng, nói. Dương Bách Xuyên sửng sốt, nghĩ lại thân phận của Mai Tỷ, gật đầu nói, cũng tốt, tỷ về trước đi. Nói xong thu Mai Tỷ vào trong không gian hồ Càn Khôn, nàng là long ngư dưới đáy hồ Long Cung của không gian hồ Càn Khôn, hóa hình tu hành yêu tu, khác với yêu tu ở Sơn Hải giới. Dương Bách Xuyên cũng không hy vọng Mai Tỷ xảy ra chuyện, nàng và Hồ Càn Khôn cùng một nhịp thở, mà hắn lại là chủ nhân trên danh nghĩa của Hồ Càn Khôn, ở phương diện này không thể qua loa. Diệp Vô Tâm tò mò, trơ mắt nhìn Mai Tỷ biến mất tại chỗ, rất muốn hỏi một câu Mai Tỷ đi đâu. Nàng có một bụng vấn đề muốn hỏi, càng ngày càng không nhìn thấu Dương Bách Xuyên, lúc trước nàng đã gặp qua quỷ tu Ngô Mặc Thu, hiện tại Mai Tỷ lại biến mất tại chỗ. Hơn nữa nghe hai người nói chuyện, hình như Mai Tỷ có thể bị Dương Bách Xuyên triệu hoán bất cứ lúc nào, thật sự làm nàng càng cảm thấy Dương Bách Xuyên bí ẩn, nhưng vẫn không hỏi, thân là người tu chân, ai cũng có bí mật, hỏi sẽ xúc phạm đến cấm kỵ của người ta, cho nên nhịn xuống. Chờ Mai Tỷ biến mất, giữa sân chỉ còn lại Ngô Mặc Thu đang ẩn thân, một người khác là Diệp Vô Tâm. Hiện tại Dương Bách Xuyên cũng không dám buông tay sơ suất Ngô Mặc Thu. Quan Thiên Ngạo trở thành một mối uy hiếp vô cùng lớn, không thể để Diệp Vô Tâm hành động một mình. Vô Tâm, có liên hệ được với sư tỷ Hạ Lộ không? Dương Bách Xuyên hỏi. Diệp Vô Tâm lắc đầu, ta đã liên hệ rất nhiều lần nhưng đều không có phản ứng. Dương Bách Xuyên nhíu mày, vốn dĩ hắn không vội vã đi vào xào huyệt thao thiết, nhưng bởi vì không tìm được Hạ Lộ và còn mối nguy hiểm đến từ Quan Thiên Ngạo. Bây giờ cũng không liên hệ được phù đưa tin của Hạ Lộ. Trong lòng trở nên lo lắng. Chờ ta một chút, lúc nãy không nhìn thấy Hạ Lộ sư tỷ, nói không chừng nàng cách xào huyệt thao thiết khá xa, đang trên đường đến đây, hơn nữa Quan Thiên Ngạo cũng không xuất hiện, vẫn là một mối nguy hiểm tiềm tàng, chúng ta đợi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ chúng ta sẽ đi vào trong xào huyệt. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ, nói. Ta đồng ý. Trong vô thức đứng trước mặt Dương Bách Xuyên, Diệp Vô Tâm đã không còn khí phách của một nữ ma đầu. Tất cả đều lấy ý kiến của Dương Bách Xuyên làm chủ, chính nàng cũng không phát hiện điều này. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã hết nửa canh giờ. Hai người nhìn về phía xa, không phát hiện ra ai cả. Đi thôi, bí cảnh thao thiết này đã có rất nhiều điều quỷ dị, nói không chừng Hạ Lộ đã đi vào trong xào huyệt, chúng ta vào xào huyệt tìm. Dương Bách Xuyên nói xong, nhảy vào xào huyệt thao thiết cùng với Diệp Vô Tâm. Sau khi phi người xuống, trong không khí tản ra khí huyết sát dày đặc,
nhưng vì trong người có tiên phù thúc dục chân khí, có thể chống đỡ được huyết sát, kết quả không quá tệ. Liếc mắt một cái nhìn xuống xào huyệt thao thiết, nhìn không thấy gì cả, giống như một vực sâu hắc ám, nhưng bởi vì dùng pháp thuật rơi xuống nên không có chuyện gì xảy ra. Rơi khoảng chừng gần một cây số, đột nhiên xung quanh trầm xuống, sắc mặt của Dương Bách Xuyên thay đổi, sau khi phát hiện đến vị trí chiều sâu một cây số, một lực lượng vô hình ập đến phong ấn tu vi. Sau khi không có sự chống đỡ của pháp lực, thân thể mất đi thăng bằng, cấp tốc rơi xuống. A! À. Bên tai truyền đến tiếng hô kinh sợ của Diệp Vô Tâm, Dương Bách Xuyên phát hiện nàng cũng giống như mình, cũng mất đi trọng tâm rơi xuống, vội vàng duỗi tay nắm lấy tay nàng. Hai người xoay tròn rơi xuống. Bịch! A! À. Dương Bách Xuyên hít một hơi sâu, cả người truyền đến một trận nhức mỏi. Đã chạm đến mặt đất. Cũng may độ cao rơi xuống chỉ hơn 20 mét, nhờ độ cường hãn của thân thể nên hắn không có việc gì. Nhưng lúc này đột nhiên hắn phát hiện không thích hợp, trong tay hắn mềm như bông, theo bản năng dùng tay nhéo bóp, sau đó âm thanh rên rỉ của Diệp Vô Tâm vang lên. Định hình nhìn lại, đó là, hắn làm đệm thịt cho Diệp Vô Tâm, không khéo hai bàn tay đặt ở chỗ không nên đặt. Lúc này bốn mắt nhìn nhau. Dương Bách Xuyên nhìn thấy mặt của Diệp Vô Tâm đỏ bừng. Thân thể mềm mại nằm bò không nhúc nhích. Đúng lúc này, bên tai truyền đến âm thanh trêu chọc quen thuộc. Ha ha, đại ca vẫn tiêu sái như vậy, ngay cả rơi xuống dưới cũng phải thương hoa tiếc ngọc, không giống ta, rơi xuống suýt chút nữa thành chó ăn cứt. À, lúc này Diệp Vô Tâm như bừng tỉnh từ trong mơ, nhanh chóng bỏ dậy. Dương Bách Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn Hầu Đậu Đậu đang cười hì hì, người sau co rụt cổ lại, xấu hổ cười cười, lúc này mới phản ứng lại. Hình như nó vừa phá hủy chuyện tốt của đại ca. Trong lòng Dương Bách Xuyên hoài niệm xúc cảm vừa nãy, ánh mắt đánh giá bốn phía, hỏi Hầu Đậu Đậu, nơi này là như thế nào vậy? Hiện tại hắn phát hiện, nơi rơi xuống tràn ngập màu máu, giống như thế giới ngầm trong lời nói của Long Kiều Nam, trong không khí tràn ngập huyết vụ, tầm nhìn không cao, mặt đất ẩm ướt, 30 mét phía trên đỉnh đầu là các nham thạch màu máu, toàn bộ không gian là một thế giới ngầm vô biên. Không thể dùng linh thức, chân khí cũng không thể dùng. Hoàn toàn biến thành một người bình thường. Hình như tu vi trên người đã bị lực lượng vô hình nào đó phong ấn lại. Trên vai Hầu Đậu Đậu khiêng một cây côn dài đen nhanh, nói, đại ca, ai cũng như vậy cả, cho nên huynh đừng lo lắng. Hiện tại mọi người đều đứng trên cùng một vạch xuất phát, ta nghe Bạch đại ca nói, hình như nơi là có chứa đựng pháp tắc giam cầm, đúng rồi. Hắn làm ta nói cho huynh một lời nhắn, hắn đi trước, đi về hướng đông, chúng ta đi theo, sau đó hội hợp với hắn. Dương Bách Xuyên gật đầu, nói, nơi này quá quái dị, phải cẩn thận chút, nếu đã như vậy chúng ta đi về hướng đông. Trên thực tế, bất cứ ai đến thế giới ngầm huyết phụ này đều phải luống cuống, dưới cái nhìn của Dương Bách Xuyên, lựa chọn phương hướng nào đều dựa vào vận khí. Đối với đa số người đến bí cảnh thao thiết, phần vận khí này chính là mảnh vỡ thiên trảm, có thiên trảm thì có thể bình an đi qua thiên trảm, đi sang một thế giới vô biên khác, theo đuổi cảnh giới tu vi cao hơn. Có thể đi vào nơi này, dù là nhân tộc hay yêu tộc, thực lực đều đạt đến phân thần cảnh sơ kỳ, ai không muốn theo đuổi cảnh giới càng cao hơn chứ. Vì vậy đối với mọi người, mảnh vỡ thiên trảm rất quan trọng, khác ở chỗ sói nhiều thịt thiếu. Đối với Dương Bách Xuyên, hắn cũng muốn có được mảnh vỡ thiên trảm. Nhưng lại không mãnh liệt như những người này. Lần này đi vào bí cảnh thao thiết hoàn toàn là để bảo vệ Diệp Vô Tâm, lúc biết đến bí cảnh thao thiết, hắn hoàn toàn không nghĩ đến mảnh vỡ thiên trảm gì đó. Có thể có được thì tốt, không có được cũng không sao, thuận theo tự nhiên, tiếp theo, Dương Bách Xuyên chuẩn bị mở ra giết chóc. Chém chết cóc tinh, lấy độc căn tiên thiên trong cơ thể nó để luyện đan cho Hầu Đậu Đậu, tìm được quan thiên ngạo đoạn tuyệt hậu hoạn. Lúc xoay người, Dương Bách Xuyên liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Vô Tâm vẫn đỏ ửng, mặt già của hắn cũng không khỏi đỏ lên. Một loại hơi thở vô hình sinh ra giữa hai người, mặc dù không nói gì nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại kéo gần không ít. Bây giờ mọi người đều không sử dụng được pháp lực, hiện tại ở chỗ này phần lớn đua sự cường hãn của thân thể, rất nhiều ưu thế mất đi. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm, nhìn xem có thể triệu hoán kiếm đồ long ra không? Ngay sau đó kiếm đồ long xuất hiện trên tay, điều này làm hắn hiểu ra,
kiếm đầu long là một chí bảo có ý thức độc lập, lúc triệu hoán cũng dùng tâm linh câu thông, không sử dụng đến pháp lực nên không bị hạn chế. Nghĩ lại cảm ứng giữa hồ càn khôn, cảm ứng được sự tồn tại. Điều này làm Dương Bách Xuyên yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng nhẫn chứa đựng lại không có phản ứng, đã chịu hạn chế, điểm này làm Dương Bách Xuyên biết nhẫn chứa đựng chịu hạn, còn hồ càn khôn không chịu hạn bởi vì cấp bậc cao hơn. Cũng thuyết minh sự thần bí của hồ càn khôn. Có thể câu thông được với hồ càn khôn, đây chính là một con át chủ bài lớn, lúc gặp phải nguy hiểm, hắn có thể mượn dùng sức mạnh của Mai Tỷ ở trong hồ càn khôn. Lúc này Diệp Vô Tâm mở miệng nói, vẫn nên cẩn thận những người có tiên phù, mặc dù nơi này hạn chế pháp lực nhưng lực lượng tiên bảo không chịu ảnh hưởng. Ngươi nói cái này, Dương Bách Xuyên gỡ xuống tiên phù, đưa cho Diệp Vô Tâm xem. Đúng vậy, đây là tiên bảo, ngươi. Diệp Vô Tâm nghi hoặc, không biết Dương Bách Xuyên có được từ đâu, tiên bảo là đồ vật chỉ có 6 thế lực siêu nhiên mới có được. Có được sau khi chém giết lâu mãn, Dương Bách Xuyên cười nói. Diệp Vô Tâm gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nói, thì ra tiên bảo của lâu mãn chính là tiên phù, nhưng có vẻ không dùng được nhiều lần. Tiên bảo của 6 người các ngươi đều khác nhau. Dương Bách Xuyên hỏi. Khác nhau, ta không biết những người khác là cái gì, của ta là một cây kim thêu hoa, giết người vô hình, lúc trước ở trong trận luyện thiên, vốn dĩ định đánh lén Quan Thiên Ngạo, không nghĩ tới bị hắn ta phát hiện chặn lại, đánh lén thất bại. Chỗ tuyệt diệu của tiên bảo chính là có thể dùng suy nghĩ để điều khiển, không chịu sự hạn chế của pháp tắc nơi này, ngươi thử dùng suy nghĩ điều khiển tiên phù xem. Diệp Vô Tâm nói với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe vậy sửng sốt, vội vàng dùng suy nghĩ điều khiển tiên phù, ngay sau đó ba đạo văn lạc lóe sáng lên trên tiên phù. Lúc này hắn mới hiểu được tại sao lúc trước dùng chân khí thúc dục tiên phù, lại chỉ hình thành được lớp phòng ngự, còn ba văn lạc lại không có động tĩnh. Thì ra cách dùng chân chính là dùng suy nghĩ điều khiển. Từ đây có thể thấy được phải thực sự cẩn thận, mặc dù nơi này hạn chế pháp lực nhưng người có tiên bảo trong người lại có thể dùng suy nghĩ điều khiển tiên bảo công kích. Dựa theo lời của Diệp Vô Tâm, người của 6 thế lực siêu nhiên đều có được tiên phù của riêng mình, ví dụ như nàng là một cây kim thêu hoa, còn lâu mãn là phù chú. Cũng không biết tiên bảo của Quan Thiên Ngạo là gì. Không biết lúc này hắn ta đã tiến vào xào huyệt thao thiết chưa? Tin tức này của Diệp Vô Tâm rất quan trọng, làm Dương Bách Xuyên càng thêm phòng bị hơn. Nghĩ đến chỗ đặc thù ẩn hình đó, đột nhiên Dương Bách Xuyên nhớ đến Ngô Mặc Thu. Bọn họ bị hạn chế pháp lực, không biết Ngô Mặc Thu có bị hạn chế hay không? Vừa rồi lúc rơi xuống dưới, hắn quên mất Ngô Mặc Thu Thu Nhi, muội có ở đây không? Dương Bách Xuyên gọi to ở trong lòng. Tiên sinh, ta không sao. Thanh của Ngô Mặc Thu vang lên ở trong đầu của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên hỏi, nơi này giam cầm pháp lực, muội có bị ảnh hưởng không? Thân thể của muội là quỷ tu chân linh, hình như không chịu ảnh hưởng, pháp lực vẫn dùng được. Ngô Mặc Thu nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy rất vui, nghĩ lại cũng thấy đúng, Thu Nhi là quỷ tu, chân khí hấp thu gần như không phải linh khí thiên địa, cũng không lấy làm lạ khi nàng không bị giam cầm. Ở thế giới tu sĩ, tất cả những gì quái dị đều có khả năng. Việc Ngô Mặc Thu không chịu ảnh hưởng giúp Dương Bách Xuyên nhiều thêm một con át chủ bài, có thêm phần an toàn khi ở trong xào huyệt thao thiết. Thu Nhi, muội âm thầm điều tra tung tích của Quan Thiên Ngạo, Hạ Lộ, và cả Cóc Tinh. Tiên sinh yên tâm, Thu Nhi nhớ kỹ. Thanh của Ngô Mặc Thu vang lên ở trong đầu Dương Bách Xuyên, sau đó yên lặng. Dương Bách Xuyên không chịu hoán. Nàng sẽ không hiện thân ra. Không ai biết xào huyệt thao thiết rộng bao nhiêu, giống như lời của Long Kiều Năm, nơi này tồn tại quy tắc giam cầm, được gọi là không gian nhất giới. Trong huyết vụ, tầm nhìn rất thấp, cộng thêm pháp lực của mọi người bị giam cầm, cũng chỉ còn cách đi theo cảm giác. Những lúc này, trực giác của tu sĩ còn đáng tin cậy hơn đôi mắt. Ai biết được nơi quỷ quái này còn tồn tại thứ gì? Có lẽ nguy hiểm khắp nơi. Đi gần một tiếng, vậy mà một người cũng không gặp được, điều này làm cho Dương Bách Xuyên không thể không cảm thán thế giới ngầm quá rộng lớn. Đúng lúc này, âm thanh của Ngô Mặc Thu vang lên, tiên sinh, cóc phía đông nam cách đây 10 dặm. Âm Dương Xà có ở đó không? Dương Bách Xuyên hỏi, lần trước hắn nhìn thấy quan hệ giữa Dương Xà và Cóc Tinh không tồi,
giống như đã gắn bó với nhau rất lâu. Ở, M Dương Xà và Cóc Tinh đang vây công cung thủ Vân Vũ. Chúng ta đi về phía đông nam, Dương Bách Xuyên nhanh chóng đưa ra quyết định, nói cho Hầu Đậu Đậu và Diệp Vô Tâm, nói xong bước chân nhanh hơn, làm Ngô Mặc Thu dẫn đường. Diệp Vô Tâm và Hầu Đậu Đậu cũng không hỏi nhiều, dù sao bọn họ chỉ việc đi theo Dương Bách Xuyên là được. Trong nháy mắt đã vượt qua 10 dặm, đứng từ xa Dương Bách Xuyên đã nghe thấy tiếng gào giống giận dữ vang lên. Đứng sau một gốc cây khô, Dương Bách Xuyên nhìn chăm chú vào giữa sân, hắn không vội ra tay, chuẩn bị đứng nhìn Âm Dương Xà và Cóc Tinh ra tay. Còn lĩnh cung thủ Vân Vũ, mặc dù chưa nói chuyện với hắn ta, nhưng Dương Bách Xuyên cảm giác người này không phải hạng người đơn giản, đồng thời cũng nhân cơ hội quan sát, nếu cung thủ không đánh lại hắn sẽ ra tay. Dù sao hôm nay chắc chắn hắn phải bắt được Cóc Tinh. Lão đại, chính là tên khốn nạn này. Hầu Đậu Đậu vừa nhìn thấy M Dương Xà và Cóc Tinh, lập tức muốn xông lên. Trở về, Dương Bách Xuyên trừng mắt nhìn Hầu Đậu Đậu, ngay lập tức Hầu Đậu Đậu ngoan ngoãn dừng lại. Phải tìm cơ hội, lúc trước ngươi không phải đối thủ, bây giờ đi lên có ích lợi gì? Không sợ bị đánh hôn mê, Dương Bách Xuyên trừng mắt nhìn Hầu Đậu Đậu, sau đó nói, đợi xem tình huống thêm một lúc nữa, nếu cung thủ không đánh lại, ngươi và Vô Tâm đối phó với M Dương Xà, còn Cóc Tinh thì để ta. Vâng, đã rõ, Hầu Đậu Đậu xấu hổ cười nói, Diệp Vô Tâm cũng tỏ vẻ không thành vấn đề. Giữa sân, cung thủ đối mặt với M Dương Xà và Cóc Tinh, nhìn qua có vẻ bị áp chế, ở chỗ này sau khi pháp lực bị giam cầm, bất cứ kẻ nào cũng có hại, cũng may trong tay cung thủ có một cây thảo diệp giống hoa lan, ánh sáng lập lòe, hơi thở cường đại, có khi có thể đánh lùi M Dương Xà và Cóc Tinh. Âm Dương Xà hóa thành người, cả người hợp cả yêu diễm tuấn tú, cao hơn 1m8, thân mình quyến rũ lóe lên, lúc ẩn lúc hiện, tránh đi tất cả công kích của cung thủ, còn không quên trêu chọc, tiểu ca ca, ngoan ngoãn đi cùng tỷ tỷ đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, tỷ tỷ đảm bảo sẽ nhẹ nhàng yêu thương ngươi, ha ha ha. Âm thanh của Dương Xà hỗn hợp nam nữ nghe hơi kỳ quái không phân rõ nam nữ. Cung thủ không nói lời nào, nhưng Dương Bách Xuyên có thể thấy được hắn bị một quái vật âm dương trêu ghẹo, cung thủ bị chọc tức không nhẹ, sắc mặt tái xanh. Đúng lúc này, Cóc Tinh hóa thân thành một thanh niên cực kỳ xấu xí rồi gầm lên một tiếng ộp, khiến cho toàn thân cung thủ run rẩy. Âm Dương Xà bên cạnh chấp cơ hội, bất thình lình đánh một chưởng về phía cung thủ. Cung thủ bị đánh bay ra ngoài. Đại ca, chúng ta có ra tay không? Hầu Đậu Đậu hỏi. Chờ đã, Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong đã thấy cung thủ đang ngã trên mặt đất gầm lên một tiếng, toàn thân phát ra ánh sáng, lá hoa lan trong tay bỗng nhiên to ra, cắm sâu rễ vào trong bùn đất, ngay lập tức hóa thành một cây hoa lan khổng lồ, cây lá phát triển nở ra một đóa hoa lan. Là tiên bảo, hóa ra tiên bảo của cung thủ lại là một cây hoa lan. Diệp Vô Tâm nói. Dương Bách Xuyên cũng nhìn ra, hoa lan trong tay cung thủ quả thật không tầm thường. Hắn bị ép mới sử dụng tới tiên bảo. Hoa lan màu xanh biếc nguyên thân là một cái lá, nhưng sau khi cắm vào đất thì sẽ hóa thân thành một gốc cao hơn 3 thước, lá cây tươi tốt, hơn nữa còn nở ra hoa. Giữa vầng sáng xanh, khoảnh khắc hoa lan nở, cung thủ nhảy thẳng lên bông hoa khổng lồ, giống như một vị Phật đang tọa trên đài sen. Đúng là thần kỳ. Từng lá hoa lan tung bay trong gió, như một con rồng đang bơi, quất về phía Âm Dương Xà và Cóc Tinh. Ầm ầm. Hai đòn như du long của lá hoa lan đánh lên người Âm Dương Xà và Cóc Tinh, tốc độ nhanh uy lực mạnh, hai con yêu tinh bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng bị bay ngược ra ngoài. Có điều, xem ra cung thủ cũng bị thua thiệt, khóe miệng hắn có vệt máu. Sử dụng tiên bảo hoa lan là vì bị hai con yêu tinh này chọc tức, nếu không thì tiên bảo là con bài chưa lật của cung thủ, hắn sẽ không dễ dàng thi triển ra như vậy. Đại ca, chúng ta có cần ra tay không? Hầu Đậu Đậu thấy Âm Dương Xà và Cóc Tinh bị bay ra ngoài, không nhịn được hỏi. Chờ xem một chút đã, ngươi không thấy hai con yêu tinh kia cũng nảy sinh ác độc sao? Nếu lúc này ra tay đánh lén thì cũng không phải thời cơ tốt nhất. Dương Bách Xuyên nhìn chăm chú cục diện rồi đáp. Lúc này, trên cơ thể của Âm Dương Xà và Cóc Tinh quả thật đã thay đổi, sau khi bị lá hoa lan của cung thủ đánh bay, cơ thể bọn chúng bốc lên một màu đen tối, Cóc Tinh cũng giống hệt như vậy. Giây sau,
trong tiếng thét dài, Âm Dương Xà và Cóc Tinh hiện ra bản thể. Khe khe, ộp ộp. Trong lúc gào thét, một con rắn hai đầu xuất hiện, toàn thân phủ đầy vảy đen như mực, chỉ có hai mắt là đỏ như máu, cực kỳ u ám, con rắn to như cái thùng nước, cơ thể dài chừng 15-16 mét, cuộn thành một vòng, hai cái đầu rắn thì nhìn cung thủ đầy thâm độc. Ở phía bên kia, một con cóc to bằng cối xay xuất hiện, khắp người và lưng đều là những cục u đen to bằng nắm tay, da màu xám, lúc hô hấp thì bụng to lên phập phồng theo nhịp thở. Hai con yêu tinh hóa thành bản thể, nhìn chằm chằm vào cung thủ đang ngồi trên hoa lan khổng lồ. Mặc dù ở đây cấm sử dụng pháp lực nhưng không ảnh hưởng tới yêu tu hóa thành bản thể. Theo Dương Bách Xuyên thấy, cho dù hai con yêu tinh này không sử dụng được pháp lực, nhưng chỉ riêng công kích của hóa thân bản thể cũng đủ kinh khủng rồi, chỉ là không biết tiên bảo hộ thân của cung thủ có chống đỡ được hay không. Trong nháy mắt Âm Dương Xà thè lưỡi ra rồi khạc ra một tiếng, trườn người về phía trước sau đó phun ra một luồng khí màu đen tới cung thủ. Dương Bách Xuyên biết đây là khí độc, hơn nữa còn là loại kịch độc, bởi vì hắn đứng từ rất xa nhưng vẫn thấy choáng váng đầu óc, trong lòng thầm nghĩ, con Âm Dương Xà này quả nhiên là không tầm thường, chẳng trách Hầu Đậu Đậu cũng bị thua thiệt. Giây sau, Cóc Tinh há mồm kêu lên một tiếng, ộp ộp. Tiếng kêu đinh tai nhức óc, khiến cho cả không gian đều rung chuyển. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên hai con yêu tinh này hợp tác chiến đấu, dưới sự phối hợp tấn công, mục tiêu nhắm thẳng tới cung thủ đang tọa trên hoa lan. Hầu Đậu Đậu từng nói tiếng kêu của Cóc Tinh có thể chấn động nguyên thần, giờ phút này, Dương Bách Xuyên xem như được lĩnh hội. Hắn đứng cách mấy chục mét nghe tiếng gầm của Cóc Tinh, nguyên thần đã run rẩy, không biết cung thủ và những người kia sẽ có cảm nhận gì. Ngẩng đầu nhìn, chỉ trong chớp mắt, ngụm khí độc từ miệng Âm Dương Xà giống như một cây nấm đã bay tới trước người cung thủ, nhưng lại bị lá hoa lan đang tỏa ra màu xanh biếc chặn lại. Công kích của Âm Dương Xà đã bị chặn lại, nhưng tiếng kêu của Cóc Tinh thì vẫn chưa ngừng, nó hướng mặt về phía cung thủ để kêu, lực lượng của hoa lan cũng không thể ngăn cản được công kích bằng âm thanh này, giây sau cung thủ rên lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu. Trong lúc này, những lá hoa lan đang chống lại Âm Dương Xà buông lỏng. Kết quả là một tia chất độc trong nháy mắt hiện rõ, xông thẳng vào mặt hắn. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên cũng đổ mồ hôi lạnh thay hắn ta. May mà cung thủ cũng không phải kẻ ăn chay, hắn vung tay, lá hoa lan màu xanh đã đánh bay nọc độc, giải trừ nguy hiểm. Khi cấm sử dụng pháp lực, hai con yêu tinh đang sử dụng thủ đoạn liều mạng, còn bản lĩnh của cung thủ chính là tiên bảo hoa lan thảo. Nhìn cảnh tượng nguy hiểm hết lần này tới lần khác. Nhưng đây cũng là một vật không tầm thường, vừa rồi Cóc Tinh còn kêu, ộp, một tiếng, có lẽ là hắn không ngờ một tiếng kêu này sẽ đánh trực tiếp vào nguyên thần, nên mới trúng chiêu. Nguy hiểm này đã được giải quyết. Có điều, Dương Bách Xuyên đang đứng bên cạnh xem cuộc chiến lại nghĩ, có lẽ vừa rồi mới chỉ là bắt đầu, hy vọng cung thủ có thể đối phó được, tới khi không thể đối phó được nữa thì đương nhiên hắn sẽ ra tay. Có thể làm cho bọn chúng tiêu hao càng nhiều năng lượng thì sẽ càng có lợi cho hắn. Thế nên hắn mới bảo Hầu Đậu Đậu và Diệp Vô Tâm không nên gấp gáp, chờ đợi cơ hội, xem tình huống hiện tại cung thủ nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra hắn không gặp phải bất kỳ trở ngại lớn nào. Hơn nữa, đối với Dương Bách Xuyên mà nói, căn bản hắn cũng chưa thân thiết với cung thủ, mới chỉ gặp mặt có một lần. Lúc trước khi ở phi hành thuyền của Diệp Vô Tâm, hắn xông vào nơi 6 người bọn họ đang bàn bạc, Lâu Mãn thì buông lời tệ hại, ngoại trừ Diệp Vô Tâm ra thì cung thủ và mấy người khác cũng không hề giúp đỡ hắn, thậm chí còn không nói lấy một câu. Lúc đó Dương Bách Xuyên liền biết, ở trong mắt mấy người được gọi là có thế lực siêu nhiên, hắn không có tư cách để nói chuyện với bọn họ. Họ đều là những đệ tử có xuất thân từ những môn phái lớn, từ trước tới nay luôn ngồi tít ở trên cao. Nói thật, mắc mớ gì Dương Bách Xuyên lại phải tôn trọng bọn họ. Dương Bách Xuyên hắn kiêu ngạo từ trong xương cốt, đây chính là bản lĩnh mà sư phụ Vân Thiên Tà hắn đã cho, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Trong mắt hắn, sự kiêu ngạo của cung thủ và đám quan thiên ngạo giống như lũ nhà giàu mới nổi. Thế nên hắn cũng không thèm quan tâm cung thủ có bị thương hay không, điều hắn muốn bây giờ chính là tìm cơ hội để ra tay với con cóc tinh kia. Điều này phụ thuộc vào trận chiến giữa cung thủ và cóc tinh Âm Dương Xà, hắn mới có thể đứng ngoài cuộc chờ cơ hội được.
không phải là do Dương Bách Xuyên xấu xa vô tình, mà đây là những triết lý hắn học được khi bước trên con đường tu chân, nói trắng ra là lợi ích của người khác có thể hy sinh, còn bản thân thì không. Mà ngay lúc này, Âm Dương Xà ở một bên lại cười độc ác nói, ha ha ha, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy chứ, tiểu ca ca, kế tiếp, ngươi phải cẩn thận đó, ngươi có thể ngăn chặn khí độc của tỷ tỷ, nhưng nọc độc của tỷ đây thì chưa chắc ngươi đã ngăn được đâu. Âm Dương Xà có hai cái đầu, một cái phun ra chất độc, cái còn lại chắc hẳn là nọc độc. Dương Bách Xuyên và đám hầu đậu đậu núp ở phía xa quan sát, hầu đậu đậu nhỏ tiếng nói, đại ca, nọc độc của Âm Dương Xà biến thái kia rất lợi hại, đợi lát nước cung thủ mà không ngăn được thì chúng ta ra tay, thế nào? Ngươi gấp cái gì, đợi xem là được rồi. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Mục tiêu chính của hắn là cóc tinh, quan sát trong một thời gian ngắn, con cóc kia cũng không hiền lành gì, nó cõng lên lưng một cái túi đen, hầu đậu đậu nói đó là nọc độc, sau khi nổ thì sẽ rất nguy hiểm, cho tới hiện tại nó vẫn chưa dùng tới. Nếu như lúc này tấn công thì chắc chắn không phải thời điểm tốt. Ồp! Cóc tinh lại kêu lên, ra tay lần nữa. Cùng lúc, Âm Dương Xà cũng khạc ra một chất dịch màu máu, giống như là một mũi tên bay thẳng tới phía cung thủ. Thứ nhiệt xúc, khinh người quá đáng. Cung thủ hừ lạnh, hắn đứng trên hoa lan khổng lồ, xung quanh phát ra ánh sáng màu xanh biếc. Vèo vèo vèo! Hơn 10 chiếc lá hoa lan lại vươn ra. Trong ánh sáng xanh có một cỗ khí tức sắc bén như kiếm khí vô địch. Dương Bách Xuyên nhìn từ xa cũng giật mình, hắn biết ngay cung thủ không đơn giản như vậy, đối mặt với công kích lần hai của Âm Dương Xà và Cóc Tinh, cung thủ bạo phát, trước mắt hình thành một loại khí tức ớn lạnh của vạn kiếm cùng chém ra một lúc. Trong ánh sáng xanh, Âm Dương Xà và Cóc Tinh đang kêu ầm ĩ. Xì xì. Ộp ộp. Ở khoảng cách xa, cộng thêm sương mù dày đặc chói mắt, Dương Bách Xuyên không nhìn rõ được tình huống ở bên trong. Nhưng bên tai hắn lại nghe được, tiếng kêu kỳ lạ của Âm Dương Xà và Cóc Tinh giống như đang ở thế bất lợi. Dương Bách Xuyên biết cơ hội đã tới rồi, hắn nói với Hầu Đậu Đậu và Diệp Vô Tâm, đồng thời cũng truyền lời cho Ngô Mặc Thu, ngay bây giờ, ra tay. Vừa nói hắn vừa nhấc kiếm đồ long, dẫn đầu xông thẳng tới chiến trường. Cao thủ quyết đấu, trong nháy mắt đã có thể phân được ai thắng ai thua. Mặc dù không nhìn rõ được cuộc tỉ thí giữa một người và hai yêu, kết quả ra sao. Nhưng đánh giá từ tiếng kêu gào của bọn chúng, Dương Bách Xuyên liền biết, đôi bên đều không chiếm được lợi, khả năng thương tổn nhau là rất lớn. Sau khi Dương Bách Xuyên vọt vào trong chiến trường, hắn không nhịn được mà hít lạnh. Chỉ thấy cung thủ mặt mũi đen kịt nằm bò trên hoa lan, rõ ràng là dấu hiệu đã trúng phải kịch độc, còn hoa lan cũng bị hư hỏng nghiêm trọng, cực kỳ u ám. Nhìn qua thì cung thủ bị thua thiệt nhiều, tuy không chết nhưng cũng mất nửa cái mạng. Còn cái túi màu đen trên lưng Cóc Tinh cũng đã teo lại, lưỡi thè ra, bụng phập phồng, giống như thở không ra hơi. Âm Dương Xà thì thương tích đầy mình, có lẽ là bị kiếm đâm trọng thương, chảy ra chất dịch màu xanh sẫm. Vảy trên cơ thể Âm Dương Xà cũng bị chóc ra không ít, đầu lưỡi rủ xuống, xem ra cũng không chiếm được hời. Rõ ràng, trận chiến lần này, cả hai bên đều thua thiệt, bị thương nặng nhất là cung thủ. Mặc dù Cóc Tinh và Âm Dương Xà cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng bằng cung thủ. Vừa rồi cung thủ bạo phát, dốc toàn lực sử dụng tiên bảo hoa lan thảo nhưng vẫn không giết chết được hai con yêu tinh kia, điều này đủ để chứng minh sự cường đại của bọn chúng. Dương Bách Xuyên và đám hầu đậu đậu vừa xông vào thì Âm Dương Xà và Cóc Tinh đã phát hiện. Xì xì con khỉ đáng ghét, Âm Dương Xà chửi mắng rồi quay sang Cóc Tinh quát lên, Cóc Tinh đi. Bọn chúng muốn rời đi, lúc này cả hai đều đã trọng thương, ngu ngốc mới đối đầu với Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu. Dương Bách Xuyên nghe lời chửi mắng của Âm Dương Xà thì lại thấy tức cười, khi Hầu Đậu Đậu nhắc tới Âm Dương Xà toàn là vẻ kiêng kỵ, mà lúc này Âm Dương Xà hình như cũng rất sợ hãi Hầu Đậu Đậu, hơn nữa còn trọng thương, vậy nên điều đầu tiên nó muốn làm chính là bỏ chạy. Âm Dương quái biến thái, ngươi còn muốn chạy, không có cửa đâu. Hầu Đậu Đậu vừa chửi mắng vừa vung trường côn trong tay đánh về phía Âm Dương Xà, trường côn này không phải là vật bình thường, trong mơ hồ có một luồng ánh sáng chớp động, phù văn lóe lên, không cần tới yêu lực cũng có thể sử dụng. Rõ ràng, Âm Dương Xà cũng sợ sự hung mãnh của Hầu Đậu Đậu, dưới tình huống bản thân đang bị thương,
trông thấy Hầu Đậu Đậu, nó không chạy mới là lạ. Trong nháy mắt, hai người Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm, một trái một phải chặn lấy đường tẩu thoát của Âm Dương Xà. Dương Bách Xuyên không sợ, dù sao thì Âm Dương Xà cũng đã bị thương rồi. Hắn nhảy một cái tới trước mặt Cóc Tinh, híp mắt lại nhìn chằm chằm vào nó. Mặc dù Cóc Tinh bị thương nhưng Dương Bách Xuyên cũng không dám khinh thường loại chất độc này. Ngươi là ai? Cóc Tinh nhìn Dương Bách Xuyên đầy cảnh giác, người nhảy ra lúc nó bị thương chắc chắn chẳng phải loại lương thiện gì. Dương Bách Xuyên cười nhếch mép, ta là Dương Bách Xuyên, Cóc Tinh ngươi đừng căng thẳng như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ tìm ngươi mượn chút đồ, nếu đưa thì ta sẽ thả cho ngươi đi, thế nào? Lúc này, Cóc Tinh không muốn dây dưa với Dương Bách Xuyên, nhưng bị chặn đường, nó cũng không còn cách nào khác, trong lòng thầm mắng to, lại có người dám mượn đồ của nó, nếu bình thường thì nó sẽ nuốt luôn hắn ta, nhưng hiện tại không được. Vừa rồi đánh nhau, trên người đã bị hoa lan của cung thủ đánh cho bị thương nặng, không thể đối nghịch với người khác được. Trước mắt chỉ đành của đi thay người vậy, Cóc Tinh nhìn Dương Bách Xuyên, thuận miệng hỏi, ngươi muốn thứ gì? Dương Bách Xuyên cười gian trá, ta muốn tiên thiên căn độc của ngươi. Dứt lời, hắn hét lên không trung, Thu Nhi, ra tay. Ngô Mặc Thu đang trong trạng thái ẩn thân, hơn nữa còn là quỷ tu, nàng không bị giới hạn sử dụng pháp lực, cấm chế ở đây chỉ áp dụng với những sinh linh có máu thịt. Tất cả mọi người đều bị cấm chế pháp lực, nhưng Ngô Mặc Thi thì không. Đừng nghĩ tu vi của Ngô Mặc Thu chỉ là xuất khiếu đại viên mãn. Nhưng hiện tại ở cái thế giới bị cấm chế pháp lực, cần bấy nhiêu thôi cũng đủ cho nàng tung hoành ngang dọc. Hừ lạnh một tiếng, Dương Bách Xuyên nhấc kiếm đâm thẳng tới Cóc Tinh, không có pháp lực chỉ có sức mạnh của xác thịt, chỉ cần đâm chúng thì Cóc Tinh xong đời chắc rồi. Cóc Tinh nghe được nửa câu đầu của Dương Bách Xuyên thì liền tức giận, to gan lớn mật lại muốn tiên thiên độc căn của hắn, khác gì lấy mạng của hắn đâu. Nhưng nghe thấy nửa câu sau, hắn lại căng thẳng. Bởi vì nửa câu sau Dương Bách Xuyên đã hô, Thu Nhi, ra tay. Thu Nhi là ai? Cóc Tinh không biết, nhưng cho dù hắn có ngốc thì cũng đoán được ở đây còn có sự hiện diện của một người khác, mà ở trong tầm mắt của Cóc Tinh, cách hơn 20 mét ngoài kia chỉ có hầu tử và một nhân tộc nữa đang đánh nhau với Âm Dương Xà, nhưng bên cạnh Dương Bách Xuyên và hắn đều không có người nào. Còn người đang nằm bò trên hoa lan đã trúng kịch độc của hắn và Âm Dương Xà, coi như không chết cũng không thể động đậy. Đây chính là lý do khiến cho Cóc Tinh sợ hãi. Nếu Dương Bách Xuyên đã nói ra những lời này, thì chắc chắn sẽ có nguyên nhân, Cóc Tinh đang nghĩ, một là Dương Bách Xuyên làm ra vẻ để dọa hắn. Hoặc là, ở đây còn có một sự tồn tại mà hắn không thể nhìn thấy được. Rõ ràng không thấy nhưng cũng không cảm nhận được. Bên kia, loài người tự xưng là Dương Bách Xuyên lại cầm kiếm đâm về phía hắn, lần này, trong lòng Cóc Tinh sợ hãi không thôi. Nhưng dù kinh ngạc đến đâu, hắn cũng không thể làm gì được, hắn chỉ biết trong tầm mắt mình không có ai, điều này khiến Cóc Tinh cho là Dương Bách Xuyên cố ý giả bộ để lừa hắn. Ngay lập tức, hắn há miệng về phía Dương Bách Xuyên, ộp. Một tiếng gầm như sấm đánh trực tiếp vào nguyên thần. Có điều, Dương Bách Xuyên đã đứng một bên quan sát rất lâu, sao lại không có chuẩn bị được? Hắn đã sớm sử dụng tiên phù để bảo vệ cho nguyên thần ổn định. Kiếm vẫn đâm về phía Cóc Tinh với tốc độ không giảm. Lúc này, dây dưa lâu như vậy, kiếm của Dương Bách Xuyên chỉ còn cách Cóc Tinh 1 mét. Nguyên thần của Dương Bách Xuyên cũng bị tiếng gầm của Cóc Tinh làm chấn động, nhưng bởi vì có phòng ngừa nên đã không bị ảnh hưởng, hắn nhếch miệng cười lạnh, thanh kiếm đâm chuẩn xác vào bụng Cóc Tinh. Lúc này, Cóc Tinh đã sợ tới hồn bay phách tán, hắn không ngờ tiếng gầm công kích nguyên thần của mình lại không có nhiều tác dụng với Dương Bách Xuyên. Mắt thấy kiếm sắp đâm tới, Cóc Tinh há miệng định phun ra nọc độc. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên như bị một cái búa hung hăng nện xuống. Ầm ầm. Cơ thể Cóc Tinh chấn động, khí huyết quay cuồng, một ngụm tiên thiên độc căn của hắn đã bị đập tan. Thay vào đó là há miệng phun ra một ngụm máu lớn màu xanh đậm. Phụt. Phần bụng nhói đau, thanh kiếm của Dương Bách Xuyên đã đâm xuyên vào bụng nó. Ộp ộp. Trong lúc nhất thời, Cóc Tinh bị đau kêu la thảm thiết, túi màu đen trên lưng phồng lên. Dương Bách Xuyên thấy vậy liền biết, Cóc Tinh đang muốn thả độc, sao hắn lại để Cóc Tinh như ý được. Hơn nữa,
Trong tối Ngô Mặc Thu vẫn đang áp chế Cóc Tinh, lúc này kiếm đổ long trong tay hắn chém hai bên. Phụt phụt phụt. Ộp. Trong tiếng gầm rú nặng nề, Cóc Tinh phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được, trên người như bị cả một ngọn núi đè lên, không thể cử động. Trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên mổ bụng mình. Lúc này Cóc Tinh chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, hắn nhẹ nhàng nằm trên mặt đất. Đường đường là Cóc Tinh nổi danh ở Đại Hoang, thực lực sánh ngang với cao thủ phân thần sơ kỳ, còn có chất độc lợi hại, cứ như vậy bị Dương Bách Xuyên hạ gục. Phù. Sau khi thấy Cóc Tinh nằm xuống, Dương Bách Xuyên không thèm chớp mắt lấy một cái, hắn lật tay đâm kiếm vào đầu, một kiếm này đã triệt để lấy mạng Cóc Tinh. Đương nhiên, lấy được mạng Cóc Tinh dễ dàng như vậy, chủ yếu là do Ngô Mặc Thu âm thầm phối hợp. Bao gồm cả rất nhiều nhân tố. Thứ nhất là trong lúc chém giết với Cung Thu, Cóc Tinh đã bị Hoa Lan đánh cho trọng thương. Thứ hai là Ngô Mặc Thu ẩn thân trong tối âm thầm đánh lén, Cóc Tinh không có phòng bị, nếu không thì Dương Bách Xuyên tin là mình cũng không thuận lợi được như vậy. Thứ ba là quy tắc cấm chế pháp lực ở hang ổ thao thiết, điều này khiến cho Cóc Tinh cường đại không phát huy được pháp lực. Còn có thanh kiếm đồ long trong tay Dương Bách Xuyên không phải vật bình thường, nếu chỉ là linh bảo thông thường, sợ là cũng không đâm thủng được lớp da dày của con cóc kia. Tổng hợp đủ các loại điều kiện mới có thể giết được Cóc Tinh thuận lợi như vậy. Sau khi cảm nhận được Cóc Tinh đã hoàn toàn mất đi sức sống, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, giết được Cóc Tinh thì sẽ lấy được tiên thiên độc căn để giải độc cho hầu đậu đậu. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, xì. Cóc Tinh, a, các ngươi đợi đó, bản tọa sẽ khiến tất cả các ngươi xuống địa ngục. Từ phía xa, sau khi Âm Dương Xà nhìn thấy Cóc Tinh bị Dương Bách Xuyên giết chết, nó gầm lên giận dữ. Chỉ thấy cơ thể Âm Dương Xà ngày càng lớn, cái đuôi đập xuống đất, khiến cho cả mặt đất rung chuyển, giống như là động đất 8 độ Richter, đứng cũng không vững, hai đầu rắn phun ra khói độc, nọc độc lập tức phát tán. Không xong rồi, Thu Nhi tới hỗ trợ. Giống. Ngay khi Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, hầu đậu đậu gầm lên một tiếng, túm lấy Diệp Vô Tâm rồi nhanh chóng nhảy lùi lại. Hầu đậu đậu từng đánh nhau với Âm Dương Xà, đương nhiên biết rõ, nọc độc phun ra từ hai đầu rắn không dễ đối phó, thấy tình thế nguy cấp, hắn vội vàng túm lấy Diệp Vô Tâm lui về phía sau. Ầm ầm. Sau hai tiếng nổ lớn, mặt đất nồng nặc mùi tanh và chướng khí, trên bầu trời xuất hiện một đám mây hình cây lớn. Dương Bách Xuyên và Ngô Mặc Thu chạy nhanh tới bên cạnh hầu đậu đậu và Diệp Vô Tâm, bày sẵn tư thế đối phó, nhưng qua một lúc mà vẫn không thấy Âm Dương Xà đi xa từ chất độc, lúc này mới biết Âm Dương Xà đã chạy rồi. Nghĩ lại thì cũng đúng, Cóc Tinh đã bị giết chết, Âm Dương Xà đang trọng thương, đương nhiên biết lượng sức mình, điên cuồng trong giây lát chỉ vì muốn bước lui hầu đậu đậu và Diệp Vô Tâm, để dễ dàng chạy thoát. Thu Nhi, làm phép xua đi chất độc. Dương Bách Xuyên nói với Ngô Mặc Thu. Giây sau, Ngô Mặc Thu thì phép thổi tan khí độc. Quả nhiên, giữa sân xuất hiện một cái hố to, Âm Dương Xà đã đào một cái hố sâu hơn 10 mét để bỏ chạy. Nhìn thấy cái hố, Dương Bách Xuyên không khỏi há hốc mồm, ở mặt đất cứng như vậy còn đào ra được cái hố này, Âm Dương Xà này quả là hiểm độc. Mấy người quay sang nhìn nhau, hầu đậu đậu hơi đổ mặt, hắn nghĩ do mình không bắt Âm Dương Xà lại. Sau khi nhìn thấy Cóc Tinh bị Dương Bách Xuyên giết chết thì càng khó chịu hơn. Trong miệng lẩm bẩm, lần sau đụng phải Âm Dương Xà, hắn nhất định sẽ giết chết con rắn kia, đem về cho Dương Bách Xuyên ngâm rượu. Dương Bách Xuyên cười mắng, ngươi thôi đi, đó là một con rắn lưỡng tính, ta không cần thứ đồ chơi biến thái như vậy đâu. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa đi đến trước thi thể Cóc Tinh, hắn lấy kiếm bổ đầu con cóc, một viên ngọc màu xanh sẫm xuất hiện. Mùi tanh hôi tỏa ra làm cho hắn hoa mắt chóng mặt. Dương Bách Xuyên lấy một bình sứ từ trong không gian càn khôn, sau đó thu ngọc vào. Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, không giống yêu đan của yêu tu chắc là ở bụng, đây là thứ gì? Dương Bách Xuyên cười cười nói, tiên thiên độc căn, là căn nguyên nọc độc trên người Cóc Tinh, thứ này là kịch độc. Dương Bách Xuyên biết được điều này từ trong điển tịch tu chân, mọi độc tố đều có căn nguyên. Được gọi là tiên thiên độc căn. Nếu đã là kịch độc, người còn lấy làm gì? Hầu đậu đậu hỏi. Trước đó, Dương Bách Xuyên sợ hầu đậu đậu lo lắng nên mới không nói, nhưng hiện tại đã lấy được tiên thiên độc căn của Cóc Tinh,
hắn không giấu giếm nữa, còn không phải để giải độc cho tiểu tử ngươi sao? Túi độc phong ấn trên cánh tay ngươi, nó mới chỉ được áp chế, sớm muộn gì cũng sẽ bạo phát, đến khi đó chỉ còn con đường chết, muốn giải quyết thì phải tìm tới nguyên nhân, triệt để giải trừ độc tố thì phải cần tới tiên thiên độc căn của Cóc Tinh, đợi lát nữa tìm một chỗ, ta sẽ luyện đan dược giải độc. Vân tử, qua xem cung thủ một chút được không, hắn là người của Vân Vũ Lĩnh, thương hội thiên diệp của ta đã dạy, đều là nhân tộc, có thể cứu được thì nên cứu. Diệp Vô Tâm nói. Tiểu tử kia đại khái là vô phương cứu chữa, bị cả hai loại độc của âm dương xà và Cóc Tinh tập kích, đến thần tiên cũng khó cứu. Hầu Đậu Đậu nói. Đừng nói nhảm, mau kéo cung thủ từ hoa lan xuống. Dương Bách Xuyên để Hầu Đậu Đậu đi. Hầu Đậu Đậu cười tâu toét đi đến trước hoa lan không hề công kích hắn, hoặc nói đúng hơn là không có cung thủ điều khiển, thì tiên bảo hoa lan cũng sẽ không chủ động tấn công người khác. Nói là hoa lan nhưng thật là đây chính là một loại bảo vật. Hầu Đậu Đậu nhảy một cái, hắn lấy gậy đụng vào hoa lan khổng lồ, giây sau, rầm, một tiếng, cả bụi hoa lan vỡ nát, cung thủ rơi trên mặt đất. Diệp Vô Tâm thở dài. Lực lượng tiên bảo hoa lan đã tiêu hao hết, đúng là đáng tiếc. Dương Bách Xuyên cũng biết, tiên bảo của cung thủ giống với tiên phù mà hắn giành được từ tay Lâu Mãn, cái gọi là tiên bảo trên người bọn họ đều có hạn sử dụng, lực lượng cạn kiệt thì đương nhiên sẽ bị hủy. Tiên phù trong tay hắn cũng chỉ còn 3 lần sử dụng là sẽ tiêu tan. Cung thủ dốc hết sức điều khiển hoa lan để đối phó với chất độc của âm dương xà và Cóc Tinh, bị hai con yêu tinh công kích. Cung thủ không bị giết ngay lập tức đã là tốt lắm rồi, lực lượng tiên bảo hoa lan kiệt quệ cũng rất bình thường. Đại ca, tên tiểu tử này không cứu được nữa rồi, thần hồn đã tiêu tán. Hầu Đậu Đậu kiểm tra cung thủ rồi nói. Tìm một chỗ chôn cất hắn, nếu không phải cung thủ thu hút khiến hai con yêu tinh kia thi triển tiên thiên kịch độc, chúng ta cũng sẽ không giết chết được Cóc Tinh, dọa cho âm dương xà bỏ chạy cũng không dễ dàng như vậy. Dương Bách Xuyên dặn dò Hầu Đậu Đậu. Quả thật, hắn và Diệp Vô Tâm đã xem qua thi thể của cung thủ, không có tiên bảo hoa lâm bảo vệ, xác thịt đã bắt đầu thối rữa, bảo Hầu Đậu Đậu chôn cất cũng xem như tận lòng rồi. Con đường tu chân chính là tàn khốc như vậy, Dương Bách Xuyên không quá áy náy, dù sao thì cung thủ đánh nhau với âm dương xà và Cóc Tinh cũng không phải do hắn, điều duy nhất hắn không làm chính là ra tay giúp đỡ cung thủ. Không muốn giúp đỡ cung thủ là vì để cả hai đều thiệt hại, người của hắn mới không bị thương. Tuy là ích kỷ nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên, hắn chính là như vậy, chỉ có thể trách cung thủ gặp phải hai con yêu tinh này, dù sao thì cung thủ cũng bị bọn chúng giết chết. Mà Dương Bách Xuyên hắn lại giết chết Cóc Tinh, cũng xem như gián tiếp báo thù cho cung thủ rồi, về phần âm dương xà đã bỏ chạy kia, nếu gặp lại lần nữa thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua, đến khi đó giết chết âm dương xà, coi như không phụ lòng cung thủ rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dương Bách Xuyên không có nghĩa vụ phải giúp hắn, mà giúp là vì tình cảm, dù sao thì hắn và cung thủ cũng không quen biết. Đợi sau khi Hầu Đậu Đậu mai táng xong, Dương Bách Xuyên bảo Ngô Mặc Thu đi tìm một nơi yên tĩnh. Nơi này là thế giới dưới lòng đất, tìm một hang động rất dễ. Sau khi đi về phía trước vài trăm mét, bọn họ xuất hiện trước một vách núi, bên trong có một hang động. Dương Bách Xuyên nói với Hầu Đậu Đậu và Diệp Vô Tâm. Hai người bảo hộ bên ngoài, ta vào trong luyện đan, không được có bất kỳ quấy rầy nào. Đại ca cứ yên tâm, một con ruồi cũng không lọt vào trong quấy rầy huynh. Sau khi Hầu Đậu Đậu biết được, Dương Bách Xuyên giết Cóc Tinh là để giải độc cho mình, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Lúc này, bảo vệ là đương nhiên. Diệp Vô Tâm lại rất tò mò về việc Dương Bách Xuyên luyện đan, rõ ràng nơi này đã cấm chế pháp lực, không thể sử dụng chân khí. Nàng nghĩ không ra Dương Bách Xuyên luyện đan kiểu gì. Đương nhiên, nàng là người thông minh, Dương Bách Xuyên không nói thì nàng cũng không hỏi, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, nàng và Hầu Đậu Đậu sẽ hộ pháp. Thực ra còn có cả Ngô Mặc Thu đang ẩn mình trong tối, có 3 người bảo hộ là đủ. Dương Bách Xuyên không thể không cẩn thận, bởi vì nơi này cấm chế pháp lực, hắn muốn luyện đan thì chỉ có thể tiến vào bình càn khôn, không gian càn khôn mới chính là thế giới hình thành độc lập. Nơi này là xào huyệt thao thiết, chỉ có thể xem như là một không gian lớn nằm dưới lòng đất chịu quy tắc cấm chế mà thôi, không để coi là một thế giới. Dặn dò xong, Dương Bách Xuyên đi vào trong hang động, đây là một sơn động nhỏ sâu 5 mét,
cao chừng 3 mét. Sau khi tiến vào thì cũng không có lối ra nào khác, tâm khẽ động, Dương Bách Xuyên lập tức kết nối với bình càn khôn. Chớp mắt hắn đã trực tiếp biến mất, nhưng nơi hắn đứng vữa nãy lại có một cái lọ nhỏ tinh xảo, phát ra những ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nhìn qua thì giống như một chai thuốc lá. Đây chính là bản thể của bình càn khôn. Sở dĩ, Dương Bách Xuyên không dám sử dụng tùy tiện bình càn khôn, ở một nơi nguy hiểm đến tính mạng như thế này, hắn không dám dùng cũng chính là vì nguyên nhân này. Một khi thể xác của hắn tiến vào không gian càn khôn thì bình càn khôn ở trên tránh tay hắn sẽ thoát ly, sau đó lộ ra bên ngoài. Nếu như lúc này trong hang động có người, lấy được bình càn khôn phong ấn, hoặc luyện hóa thì đối với hắn mà nói đây chính là một tai họa. Chấm chấm chấm. Vừa tiến vào, Dương Bách Xuyên đã phất tay triệu hoán lò luyện đan thái thượng, hắn lấy tiên thiên độc căn của cóc tinh ra, sau đó chọn lựa 99 loại độc dược, xếp toàn bộ ra ngoài. Hắn muốn luyện chế phương thuốc độc dược mà lão đầu đã để lại. Trước khi sư phụ Vân Thiên Tà Lâm vào ngủ say đã để lại hàng trăm phương thuốc, đây là một trong những công thức độc dược. Lúc trước, tu vi của hắn chưa thể luyện chế, cũng không đủ linh dược, nhưng hiện tại, cả tu vi và linh dược hắn đều đã gom đủ. Giải độc cho hầu đậu đậu chính là phương pháp lấy độc trị độc, Dương Bách Xuyên đã đọc kỹ công dụng của phương thuốc này, loại đan này dùng 100 linh dược kịch độc để luyện chế. Hắn lấy độc trị độc cho hầu đậu đậu, khi sử dụng hắn còn dùng phương pháp khai thông, đây cũng chính là bí pháp trong phương thuốc này. Vì thế, nếu có bí pháp khai thông sẽ là một tiên đan giải độc, không có bí pháp khai thông sẽ trở thành đan kịch độc. Phép khai thông được xưng là giải trăm loại độc, luyện hóa trong cơ thể 1000 lần, nọc độc 2 lần mới có thể giải độc triệt để. Cũng giống như vậy, nếu không có phép khai thông thì sẽ trở thành kịch độc cực mạnh, người trúng độc sẽ chịu cả trăm loại độc, khi độc phát tác sẽ chịu đau đớn 1000 lần. Dương Bách Xuyên luyện chế không đơn giản chỉ vì giải độc cho hầu đậu đậu, hắn luyện chế là vì thời gian tới, trong tay hắn phải có thêm một thủ đoạn để bảo vệ tính mạng. Ở trong hang ổ thao thiết đầy máu, không rõ là ngày đêm, thời gian ở nơi này trôi qua rất nhanh. Chỉ có thể ước tính thời gian gần đúng. Hầu đậu đầu đang canh giữ ngoài hang động là một con khỉ nóng tính, nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Hắn luôn ngó vào trong xem thử, không nhịn được mà lẩm bẩm, tính toán thời gian, đại ca đã vào trong 10 ngày rồi, sao vẫn chưa ra ngoài nữa. Luyện đan đâu có dễ như vậy, luyện dược sư ở thương hội thiên diệp của ta, có khi luyện một lò đan dược cũng phải mất mấy tháng, bây giờ mới có 10 ngày, ngươi vội cái gì? Diệp Vô Tâm nói, ta đây không phải lo lắng hay sao? Hầu đậu đậu đương nhiên không dám tranh cãi với Diệp Vô Tâm, hắn chỉ nhỏ tiếng oán trách mà thôi, trong lòng thầm biết, Diệp Vô Tâm lại là một vị đại tẩu mới, không chọc nổi. Con khỉ nhà ngươi, tính cách nôn nóng sau này phải sửa đổi. Đại ca! Hầu đậu đậu vui mừng kêu lớn. Dương Bách Xuyên bước từ trong sơn động ra ngoài. Vân Tử gương mặt Diệp Vô Tâm mang theo ý cười gọi một tiếng, thật ra trong lòng nàng cũng lo lắng, dù sao thì nơi này cũng là không gian dưới lòng đất của hang ổ thao thiết, khó tránh khỏi bên trong sơn động có quái vật gì, nàng lo cho sự an toàn của Dương Bách Xuyên. Lúc này, trông thấy Dương Bách Xuyên ra ngoài thì mới thả lòng. Để hai người đợi lâu rồi Dương Bách Xuyên cười nói. Lực ra hắn chỉ mất 3 ngày để luyện chế ra được 9 viên. Sau đó thì dùng nước sinh mệnh để tưới cho linh đào, hắn đã sử dụng hết linh đào, cần phải bổ sung thêm. Mặc dù nơi này cấm chế pháp thuật, nhìn qua thì không cần dùng tới chân khí, nhưng ai mà biết ở những địa phương khác của cái không gian quỷ dị này sẽ như thế nào. Nói không chừng, giây sau đã phải dùng tới linh đào để bổ sung chân khí. Linh đào được trồng trên núi linh đào trong không gian càn khôn của hắn, chính là đan dược chân khí tốt nhất. Hắn chỉ cần hao tốn chút nước sinh mệnh, sau khi dùng nước sinh mệnh dung hợp với nước hồ cá rồng tưới lên, hắn đã thu hoạch được 81 quả linh đào, có chỗ này cung ứng chắc là không thành vấn đề. Tiếp theo, Dương Bách Xuyên gọi hầu đậu đậu cùng theo hắn vào trong sơn động, hắn mang thẳng hầu đậu đậu vào không gian càn khôn, sau khi đưa Bách Thiên chuyển hồi đan cho hầu đậu đậu, Dương Bách Xuyên sử dụng bí pháp đặc thù khơi thông giải độc. Sở dĩ phải vào không gian càn khôn là vì ở nơi này, pháp lực của hắn không bị cấm chế, còn với hầu đậu đậu mà nói, hắn rất quen thuộc với không gian này, năm đó lén ăn trộm linh đào còn bị Dương Bách Xuyên đuổi đánh,
Một ngày sau, độc của Hầu Đậu Đậu đã được giải trừ, hắn nhảy cẫng lên rồi ngửa mặt lên trời hét lớn, tu luyện sau này của hắn sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Sau khi kỳ kèo được 18 quả linh đào của Dương Bách Xuyên, hắn mới hài lòng đi ra khỏi không gian càn khôn. Mấy người bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước, Dương Bách Xuyên vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng, hắn chưa tìm thấy Hạ Thiền, cũng chưa diệt trừ được Quan Thiên Ngạo. Sau khi bọn họ đi được vài dặm, một tiếng nổ vang vọng dưới lòng đất. Bọn họ cũng loáng thoáng nghe được tiếng chém giết. Đi, chúng ta qua xem thử, Dương Bách Xuyên nói, cả ba người bọn họ đi về hướng phát ra âm thanh. Đi khoảng 100 mét, một quần thể cung điện to lớn xuất hiện trước tầm mắt của họ, âm thanh chém giết truyền đến từ quảng trường phía trước cung điện. Cảnh tượng nhân yêu giao chiến xuất hiện. Hơn 100 người đang đánh nhau vô cùng hỗn loạn. Có điều, Dương Bách Xuyên nhìn kỹ, hắn thấy có thứ gì đó lấp lánh đang bay lượn trên bầu trời, cả trăm người này đang đuổi theo vật thể bay kia, từng người một đuổi giết nhau. Là tiên bảo xuất thế, chẳng trách tiếng chém giết lại lớn như vậy. Diệp Vô Tâm vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào thứ đang bay giữa không trung, ánh mắt nóng như lửa. Dương Bách Xuyên liếc mắt nhìn qua, hắn cũng không nhịn được mà động tâm, có 6 đến 7 món bảo vật linh tính tự do bay lượn. Theo như lời Diệp Vô Tâm nói thì tất cả đều là tiên bảo, trong nhận thức của hắn thì những bảo vật này có sức mạnh tương tự tiên phù. Hơn nữa có thể xuất hiện ở nơi này, tất nhiên vẫn chưa phải là báu vật. Quan sát kỹ, có tổng cộng 6 món. Một chuỗi hạt châu màu vàng kim, nhìn trông giống như Phật châu. Một thanh đại đao có màu đỏ yêu dị, trên lưng có 9 cái chuông, lúc bay vang lên tiếng leng keng. Một là một thanh phi kiếm nhỏ chỉ vỏn vẹn 3 tấc. Món thứ tư là một chiếc vòng kim cang màu tím, thứ năm là một viên đá có màu xám cho, kích thước chừng một nắm đấm, thứ sáu lại rất quỷ dị, nhìn qua lại giống như một dòng nước trong vắt, dài như chiếc đũa đang bay lượn linh động trong không trung. Cả 6 bảo vật này đều đang bay lượn quanh bầu trời quảng trường, bọn chúng vô cùng thông minh, tránh né đám tu sĩ đang đuổi bắt ở phía dưới. Nói ra thì cũng lạ. Dù sao thì cũng chỉ bay quanh cái sân lớn chừng bãi bóng, cách mặt đất hơn 30 mét, cũng không hề bay đi, hoặc nói đúng hơn là 6 món bảo vật này không bay ra khỏi phạm vi quảng trường. Đám tu sĩ này đều dốc hết sức lực để đuổi bắt bảo vật, do đó khó tránh khỏi chém giết lẫn nhau, ai cũng muốn giành lấy, không hy vọng người khác giành được, mắt ai nấy đều đỏ hoe như thỏ, tham lam vô cùng. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng nóng lên, 6 món tiên bảo đó. Tiên bảo dường như còn cao cấp hơn tiên phù. Nói hắn không động tâm thì là giả. Ở cái nơi bị cấm dùng pháp lực như hang ổ thao thiết, nhưng tiên bảo lại là vật linh tính có thể sử dụng, ai đoạt được thì sẽ trở thành bất khả chiến bại. Huống hồ, những món bảo vật này vốn dĩ đã không tầm thường. Chấm chấm chấm. Lúc này, toàn bộ người ở quảng trường như phát điên, điên bởi vì tiên bảo. Tiếng la giết rung trời. Đáng tiếc là không ai lấy được món nào. Cả 6 món bảo vật đều bay có linh tính, chúng tránh né bay ở trên không, nhưng đám nhân yêu ở dưới lại bị cấm chế pháp lực, muốn bay lên cũng bay không nổi, muốn đuổi cũng đuổi không xong. Nhưng Dương Bách Xuyên tin, cục diện không kéo dài như vậy mãi, chắc chắn sẽ có người ra mặt. Đại ca, chúng ta tới góp vui nào, Hầu Đậu Đậu cười gian trá, hắn đột nhiên nhảy lên, vài bước đã đứng trên quảng trường. Dương Bách Xuyên cười lắc đầu, tính tình nóng nảy của con hàng này không cứu nổi, nhưng mà nhìn Hầu Đậu Đậu mỗi lần nhảy có thể đạt tới độ cao 30 mét, bọn họ quả thật là có cơ hội, tiên bảo bay ở độ cao từ 30 tới 100 mét, cũng không ổn định, vừa rồi Hầu Đậu Đậu vừa nhảy mấy cái đạt tới ngưỡng này. Quay sang nhìn Diệp Vô Tâm bên cạnh, Dương Bách Xuyên nói, nàng cũng tới góp vui đi, mặc dù nói tiên bảo có linh tính, nhưng điều đó phụ thuộc vào chủ nhân, có thể đây là một cơ hội. Tốt nhất là nên cẩn thận, thử vận may một chút xem sao. Ta sẽ tới ngay, Dương Bách Xuyên cười nói. Được, vậy ta đi trước. Diệp Vô Tâm biết tu vi của Dương Bách Xuyên mạnh hơn nàng rất nhiều, cho nên nàng không cần lo lắng cho hắn. Dứt lời, Diệp Vô Tâm lập tức chạy tới quảng trường. Sau khi Diệp Vô Tâm rời khỏi, Dương Bách Xuyên nói về hướng không trung, Thu Nhi, muội cũng đi đi, ở đây cấm chế pháp lực của tu sĩ có máu thịt, nhưng chỉ có muội là không thuộc nhóm này. 6 món tiên bảo ở phía chân trời kia có một phần cơ duyên của muội. Trong không gian khẽ dao động,
giọng Ngô Mặc Thu vang lên, chủ nhân cần món nào, để Thu Nhi thử đi dành cho người. Dương Bách Xuyên lắc đầu nói, không cần lo cho ta đã nói rồi, trong 6 món tiên bảo phải có một món của muội chỉ cần đi dành lấy, hơn nữa muội không bị cấm chế pháp thuật, chắc chắn sẽ lấy được, nhớ kỹ đây chính là cơ duyên của muội. Thu Nhi hiểu rồi. Ừ, đi đi. Một cơn gió thoảng qua, Dương Bách Xuyên biết Ngô Mặc Thu đã ra tay. So sánh với những tu sĩ đang đứng ở quảng trường, cơ hội lấy được tiên bảo của Ngô Mặc Thu nắm chắc tới 8-9 phần, nếu như lấy được một món trong số đó thì thực lực của nàng sẽ tăng mạnh. Đối với Ngô Mặc Thu mà nói thì đây là chuyện tốt. Còn với Dương Bách Xuyên, tuy hắn cũng rất muốn 6 món tiên bảo kia, nhưng hắn cũng tin, hai chữ cơ duyên, không thể cưỡng cầu. Hơn nữa kiếm đồ long của hắn cũng không hề thua kém bất kỳ tiên bảo nào. Cái gọi là tiên bảo, trong mắt của Dương Bách Xuyên, đây là một chí bảo có đẳng cấp vượt xa so tu chân giới, hay nói đúng hơn là những pháp bảo mà tu sĩ Sơn Hải giới đang có, tiên bảo còn cao cấp hơn cả tiên thiên linh bảo. Tiên bảo xuất hiện ở xào huyệt Thao Thiết, có lẽ là bị mãnh thú Thao Thiết thu thập lại, chẳng qua là hiện tại đến lúc xuất thế thì đương nhiên sẽ xuất thế, tìm một chủ nhân mới. Dương Bách Xuyên đứng im bất động, không phải là hắn không muốn đi tranh giành, mà là đang tìm người. Người mà hắn tìm kiếm từ đầu tới giờ vẫn chưa xuất hiện, chưa diệt trừ được con hàng quan thiên ngạo chỉ biết đâm dao sau lưng, thì hắn sẽ luôn bất an. Ngoài ra, hắn vẫn đang tìm kiếm Hạ Thiền, sau khi tiến vào bí cảnh Thao Thiết, bọn họ không hề có tin tức của Hạ Thiền, Dương Bách Xuyên có chút nóng nảy, mặc dù hai người mới quen biết chưa lâu nhưng lại có quan hệ rất sâu sắc. Hạ Thiền cũng thật lòng gọi hắn một tiếng sư đệ. Dương Bách Xuyên rất quan tâm tới Hạ Thiền, vì thế nên hắn nhất định phải tìm được nàng. Lúc này, đứng cách xa 100 mét nhìn ra toàn bộ quảng trường có thể nhìn thấy rất rõ, hắn muốn tìm bóng dáng của Hạ Thiền và Quan Thiên Ngạo. Ngay khi Dương Bách Xuyên ngước mắt nhìn qua, tìm người trong cả 100 tu sĩ trên quảng trường, một tiếng thét dài vang lên. Chiếp! Cuối cùng cũng có người ra tay. Đây là điều mà Dương Bách Xuyên đã dự liệu từ sớm. Vừa ngẩng đầu nhìn, Dương Bách Xuyên đã trông thấy một con chim thanh uyên đang bay lên trời cao. Nhất mạch phi cầm đã ra tay, lúc này phi cầm đã chiếm hết cơ hội đoạt tiên bảo, không cần dùng pháp lực mà vẫn có thể bay lên. Ngay sau tiếng nổ, một gã khoác áo choàng đen đứng giữa quảng trường, hắn dậm chân một cái đã bay cao chừng 5-60 mét, sau đó chộp tới hướng đại đao gắn chuông. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm quảng trường, khi người mặc áo choàng đen bay lên, ánh mắt hắn lạnh đi, vọt nhanh xông về phía đó. Bởi vì hắn phát hiện ma khí trong lòng bàn tay có cảm ứng, hắn cho rằng người mặc áo choàng đen đang bay lên kia chính là Quan Thiên Ngạo. Dương Bách Xuyên không loại trừ ma khí mà Quan Thiên Ngạo để lại trên người hắn, chỉ để cảm ứng được con hàng này, hiện tại cuối cùng cũng tìm được. Thất vọng duy nhất là hắn vẫn chưa tìm được Hạ Thiền. Dương Bách Xuyên đang nghi ngờ, có phải Hạ Thiền đã rơi vào tay của Quan Thiên Ngạo hay không? Vì thế lần này, hắn không có ý định buông tha cho Quan Thiên Ngạo. Con chó kia mặc áo choàng đen nhưng ma khí trong lòng bàn tay hắn vẫn cảm ứng được, Dương Bách Xuyên chắc chắn kia chính là Quan Thiên Ngạo. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên là, một cái dậm chân của tên khốn kiếp này nhảy còn cao hơn cả Hầu Đậu Đậu, hơn nữa mục tiêu của hắn ta hướng thẳng tới tiên bảo là thanh đại đao kia. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên hơi lo lắng, thủ đoạn của Quan Thiên Ngạo cao hơn những tu sĩ bình thường rất nhiều, nếu lại để cho hắn ta đoạt được món tiên bảo kia, đến lúc đó sẽ khó đối phó hơn. Cũng may, tiên bảo đại đao trước mắt Dương Bách Xuyên cũng không phải là vật chết để mặc người ta tùy ý cướp đoạt, khi Quan Thiên Ngạo chộp tới thì đại đao đã tránh đi. Ngay lúc Dương Bách Xuyên xông tới, trong quảng trường lại có liên tiếp 7-8 bóng dáng bay lên. Ngoại trừ chim thanh uyển xuất hiện đầu tiên và Quan Thiên Ngạo khoác áo choàng đen, trong 7-8 người kia, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Hầu Đậu Đậu, còn có Long Kiều Nam của tộc Hải Yêu cũng xem như là người quen. Người quen khác lại là huynh đệ song sinh của Song Thiên Môn đang hợp sức lại với nhau, Thạch Sơn đạp lên Thạch Thủy để bay lên, cảnh tượng Thạch Sơn bay lên cao khiến cho mọi người ở quảng trường chấn động, Dương Bách Xuyên biết huynh đệ họ hoàn toàn dựa vào sức mạnh thuần túy của mình. Nhìn từ góc độ này mà nói, hai bọn họ đều thuộc những người có thần lực trời sinh, không dựa vào pháp lực mà dựa vào sức mạnh của thân thể cũng có thể nhảy cao mấy chục mét, đúng là siêu phàm.
Trong số những người phi thân bay lên, Dương Bách Xuyên lại trông thấy một người quen, Âm Dương Xà đã chạy thoát, lúc này Âm Dương Xà đã hóa thân thành hình người, nó vẫn diêm dúa lẻ loẹt nam không ra nam nữ không ra nữ. Không ngờ con rắn biến thái này cũng núp ở trong đám người. Trong lúc nhất thời, giữa không trung chính là cuộc tranh giành 6 món tiên bảo. Với khoảng cách 100 mét, dưới chân Dương Bách Xuyên bắt đầu nổi gió. Sức mạnh từ thể xác được thi triển hoàn toàn. Thứ hắn tu luyện thân thể chính là càn khôn tôi thể quyết, đây cũng chính là công pháp xuất hiện trong bình càn khôn, nhưng cũng chỉ là công pháp rèn luyện cơ thể, không có cấp bậc cảnh giới nào, nhưng trước khi lâm vào ngủ say, sư phụ Vân Thiên Tả đã nói với hắn, cơ thể của hắn đã đạt tới kim cang, còn cấp bậc như thế nào thì bản thân hắn cũng không biết. Ngược lại thì trong vòng 100 năm qua, hắn cũng không tận lực để rèn luyện cơ thể. Nhưng cho dù là như vậy thì sức mạnh thân thể của hắn cũng không phải là thứ tu sĩ bình thường có thể so được, mỗi một tấc da tấc thịt đều ẩn chứa một lực lượng bùng nổ. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, không cần dùng tới pháp lực hắn vẫn có thể nhảy tới độ cao 100 mét. Sau khi lấy đà, nhảy vọt vào trong quảng trường, hắn dậm chân thật mạnh. Ầm. Mặt đất phát ra một tiếng nổ vang, toàn bộ đều rung chuyển. Giây sau, Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long bay vọt lên cao, hướng thẳng tới phía Quan Thiên Ngạo đang khoác áo choàng đen. Từ khi phát hiện ra Quan Thiên Ngạo tới lúc ra tay, tất cả chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên ra tay một cách chớp nhoáng. Cơ thể Quan Thiên Ngạo đang lơ lửng trên không trung đuổi theo tiên bảo đại đao, nhưng hắn không ngờ tới, bên cạnh hắn bỗng nổi lên gió lớn, sợ hết hồn, hắn ta quay đầu nhìn thì phát hiện Dương Bách Xuyên đang đâm kiếm về phía mình. Lúc này, Quan Thiên Ngạo rất căm hận Dương Bách Xuyên, nhưng hắn ta không có thời gian dây dưa với Dương Bách Xuyên, hắn nhất định phải lấy được tiên bảo đại đao. Trong lòng thầm nghĩ, đợi khi hắn ta lấy được thanh đại đao kia thì sẽ tìm Dương Bách Xuyên tính sổ. Hơn nữa, lúc này đang có rất nhiều người tham gia tranh đoạt tiên bảo, sói thì nhiều mà thịt thì ít, cộng thêm con nhất mạnh phi cầm đang chiếm ưu thế bẩm sinh kia thì càng không ổn, lúc này trong lòng Quan Thiên Ngạo có nhiều tính toán quan trọng hơn. Hắn ta thật sự không muốn dây dưa với Dương Bách Xuyên. Nhưng có điều hắn ta cũng biết, nếu không bức lui được Dương Bách Xuyên thì sẽ không lấy được tiên bảo đại đao, nghĩ như vậy, Quan Thiên Ngạo hừ lạnh nói, muốn chết. Hắn ta quả thật đã tổn thất một phân thân, nhìn thì có vẻ như Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu đang gặp rắc rối nhưng thực tế thì sao? Đó cũng chỉ là một phân thân mà thôi, một phân thân của hắn có thể giết được Tam Đại Hải Yêu, vây nhốt Dương Bách Xuyên. Nếu không có Hầu Đậu Đậu xuất hiện thì rất khó nói Dương Bách Xuyên sẽ xảy ra chuyện gì. Từ góc độ này mà nói, Quan Thiên Ngạo không hổ với cái danh thiếu chủ Bổ Thiên Cung. Lúc này, Quan Thiên Ngạo nhất định phải lấy được tiên bảo, không ngờ Dương Bách Xuyên lại chạy tới phá hỏng chuyện tốt của hắn, trong lòng hắn hận thấu Dương Bách Xuyên. Mục đích lần này của hắn ta là đoạt được một món tiên bảo, hắn vốn không muốn gây phiền phức, sau khi lấy được tiên bảo. Hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm, thế nên hắn mới khoác bên ngoài một chiếc áo choàng đen, không ngờ vẫn bị Dương Bách Xuyên phát hiện. Suy nghĩ lại, chắc chắn là do ma khí hắn để lại trên người Dương Bách Xuyên nên mới bị hắn ta cảm ứng được. Hiện tại, Quan Thiên Ngạo có chút hối hận vì đã làm việc này. Nhưng mà trên đời này không có hai chữ hối hận, nếu đã như vậy thì phải giết chết Dương Bách Xuyên thôi. Quan Thiên Ngạo hắn không thiếu thủ đoạn. Hừ lạnh một tiếng, Quan Thiên Ngạo giơ tay về phía Dương Bách Xuyên, ngay lập tức trên ngón tay hắn xuất hiện 5 sợi dây leo màu đỏ, chúng đón gió bắt đầu to ra, trong nháy mắt, 5 sợi dây leo đã giải ra 3 trường hướng về phía Dương Bách Xuyên, 3 dây leo nghênh chiến Dương Bách Xuyên, 2 dây còn lại đã quấn trên tiên bảo đại đao. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên thay đổi. Điều đầu tiên hắn phát hiện ra là cây leo của Quan Thiên Ngạo là một tiên bảo có cấp bậc giống như tiên phù, Diệp Vô Tâm đã từng nói, mỗi một tiên bảo trong tay của 6 người bọn họ đều không giống nhau, ví dụ như trong tay của Lâu Mãn là tiên phù, tiên bảo mà cung thủ đã bị Âm Dương Xà và Cóc Tinh độc chết là một cây hoa lan, còn Diệp Vô Tâm lại là kim thêu. Hiện tại, thứ trong tay Quan Thiên Ngạo chính là đằng điều màu đỏ, hơn nữa còn mọc ra từ đầu ngón tay, trông rất quỷ dị. Dương Bách Xuyên lật tay chém xuống một kiếm. Ầm. Trong tiếng nổ vang, 3 sợi mây của Quan Thiên Ngạo đã bị kiếm của Dương Bách Xuyên chặt đứt. Điều này khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, không ngờ 3 cành mây của Quan Thiên Ngạo lại không chịu được một kích.
Sau khi một kiếm chém xuống, cơ thể của Dương Bách Xuyên đã hết sức, bắt đầu rơi xuống, mặc dù không có pháp lực chống đỡ, hắn nhảy lên hoàn toàn dựa vào sức mạnh đơn thuần của thân thể, cú nhảy này có giới hạn, hắn không có cánh, không thể bay trong không trung được. Vào lúc này, Dương Bách Xuyên mới biết mình đã mắc lừa, một kiếm của hắn chém nứt ba cành mây của Quan Thiên Ngạo, nhưng hai cành mây khác của con hàng này lại quấn lấy Tiên Bảo Đại Đao, lúc cơ thể hắn ta rơi xuống thì đã nắm được Đại Đao ở trong tay, Quan Thiên Ngạo nhìn Dương Bách Xuyên cười nham hiểm. Lúc này ở phía chân trời, chim Thanh Uyển dùng mỏ chộp lấy Tiên Bảo trông giống như chuỗi Phật Châu, thét lên một tiếng rồi bay đi. Hầu Đậu Đậu nhắm đến phi kiếm dài ba tấc, nhưng lại bị một gã nhân tộc chém vào, Hầu Đậu Đậu tức giận la lớn, khi cơ thể rơi xuống, một gậy của hắn đã đập lên phi kiếm ba tấc, ngay lập tức phi kiếm cũng rơi xuống quảng trường, lần này những tu sĩ không bay lên được không trung bùng nổ, bọn họ chém giết lẫn nhau để tranh giành phi kiếm. Khóe mắt Dương Bách Xuyên liếc thấy, viên đá màu xám cho kia đã bị huynh đệ Thạch Sơn lấy được. Mà Tiên Bảo trông giống như dòng nước kia thì bị Long Kiều Nam nuốt luôn vào bụng. Còn về món Tiên Bảo cuối cùng trông như vòng kim căng thì không thấy tung tích đâu, nhưng Dương Bách Xuyên lại mỉm cười, hắn biết 8-9 phần là món này đã bị Ngô Mặc Thu đoạt được. Nếu đã như vậy, bọn họ cùng xem như lấy được một món Tiên Bảo. Dầm. Giây sau, Dương Bách Xuyên đã rơi xuống đất, dưới chân hắn đạp vỡ một khối đá màu xanh trên quảng trường, tầm mắt từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm Quan Thiên Ngạo. Cùng lúc đó, sau khi Quan Thiên Ngạo cũng rơi xuống đất, trong tay hắn ta đã chộp được Tiên Bảo Đại Đao, trong nháy mắt, xung quanh hắn đã bị hơn 10 yêu tu vây tấn công, nhằm mục đích cướp đoạt Tiên Bảo. Chỉ thấy Quan Thiên Ngạo vung đại đao trong tay, một luồng khí tức cường đại tản ra, giữa ngân quang sáng chói, Quan Thiên Ngạo vung đao quét ngang, đao khí tung hoành. Yêu tu vây quanh hắn không ngừng kêu gào, bọn họ lần lượt bị Tiên Bảo Đại Đao trong tay Quan Thiên Ngạo chém bay đi. Uy lực của Đại Đao được thi triển, Quan Thiên Ngạo cũng không dây dưa, hắn ta chạy thẳng về phía cung điện cổ ở phía xa. Ánh mắt Dương Bách Xuyên giật giật khi nhìn thấy uy lực của Đại Đao trong tay Quan Thiên Ngạo, nhưng hắn vẫn đuổi theo, hắn không muốn thả mối hậu họa này đi. Toàn bộ quảng trường đã hoàn toàn nổi loạn, bởi vì lúc này, những người lấy được Tiên Bảo đều rơi từ trên không xuống, bọn họ lập tức bị những tu sĩ khác vây đánh. Trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên, Quan Thiên Ngạo cầm trong tay đại đao giống như được thần trợ giúp, những người tiến đến tranh cướp Tiên Bảo đều bị hắn chém chết, mà con hàng này lại xông thẳng tới trước cửa cung điện. Dương Bách Xuyên nhấc kiếm đồ long, hắn không do dự xuyên qua đám người chạy đuổi theo, có điều cả quảng trường lớn đang rất loạn nên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, khoảng cách giữa hắn và Quan Thiên Ngạo đã bị kéo xa. Trong tầm mắt, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Quan Thiên Ngạo giơ đại đao trong tay rồi bổ về phía cánh cửa đại điện. Một tiếng nổ vang lên, cửa đại điện phát ra một làn sóng khí. Đây là đại điện có cấm chế, nhưng lại bị một đao của Quan Thiên Ngạo phá vỡ. Chớp mắt, Quan Thiên Ngạo đã biến mất ngay tại chỗ. Cánh cửa đại điện kỳ quái kia vẫn không hề mở. Nhưng Quan Thiên Ngạo lại biến mất tại chỗ. Trong lòng Dương Bách Xuyên lo lắng, hắn vung kiếm lao về phía trước. Khi đi tới cửa chính điện thì mới phát hiện trước đại điện ba thước có một kết giới, hắn cũng hiểu trận pháp, vừa nhìn đã biết, kết giới ở đây mang theo khí tức của truyền tống không gian. Lúc này hắn mới hiểu, Quan Thiên Ngạo dùng Tiên Bảo Đại Đao chém vỡ là có mục đích. Hoặc nói đúng hơn là... Quan Thiên Ngạo tranh cướp đại đao không chỉ vì nó là một thanh tiên bảo, lý do đúng hơn là Tiên Bảo Đại Đao này có thể phá vỡ được kết giới đại điện. Cung điện nằm dưới xào huyệt Thao Thiết không biết có lai lịch gì, nhưng nhất định không phải loại tầm thường, chắc hẳn 6 món tiên bảo kia cũng xuất ra từ trong đại điện. Thế nên, mấy món tiên bảo kia rất có thể là chìa khóa để mở trận pháp kết giới đại điện. Dương Bách Xuyên nhấc kiếm, chém lên kết giới. Giây sau, bề mặt kết giới đã truyền tới một lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên bị cỗ sức mạnh này đánh bay. Khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, may mà không quá nghiêm trọng, hiện tại hắn có thể xác định, nếu muốn tiến vào đại điện thì phải có 6 món tiên bảo mới được. Trong 6 món tiên bảo, Thanh Uyên Điểu đã cướp đi chuỗi hạt, Long Kiều Nam thì nuốt mất Thanh Tuyền, Quan Thiên Ngạo lấy đi đại đao, Thạch Sơn Thạch Thủy thì cuỗm được viên đá, vòng kim căng có lẽ đã bị Ngô Mặc Thu đoạt được. Chỉ còn cây phi kiếm kia thì bị côn của Hầu Đậu Đậu đánh rớt xuống, dẫn tới tranh đoạt trên diện rộng.
Bây hắn giờ đã biết, nếu muốn vào được đại điện thì cần có tiên bảo, nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên gọi, Thu Nhi. Quả nhiên vòng kim cang đã nằm trong tay Thu Nhi, vậy thì hắn có thể tiến vào đại điện. Chủ nhân, Thu Nhi lấy được vòng kim cang, giọng của Ngô Mặc Thu vang lên trong đầu. Dương Bách Xuyên mỉm cười, Ngô Mặc Thu quả nhiên đoạt được một món. Hắn thuận miệng nói, thử công kích vào kết giới đại điện, hình như kết giới này cần có tiên bảo mới có thể mở. Được, chủ nhân lùi về sau, Ngô Mặc Thu đáp. Dương Bách Xuyên lập tức chuẩn bị kỹ càng, đợi sau khi Ngô Mặc Thu mở kết giới thì hắn sẽ vọt vào. Trước đó, Dương Bách Xuyên đã lờ mờ cảm nhận được, khi Quan Thiên Ngạo dùng tiên bảo chém xuống, kết giới chỉ mở ra trong một thời gian rất ngắn, nhưng đối với hắn thì như vậy cũng đủ rồi. Ầm ầm. Trong tiếng nổ vang, Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy trên kết giới đại điện xuất hiện một cái khe, chiều rộng khoảng chừng một thước, cao ba thước. Trong lòng mừng thầm, hắn biết cánh cửa đã được mở. Muội tìm Hầu Đậu Đậu và Diệp Vô Tâm rồi tiến vào sau, ta đuổi theo Quan Thiên Ngạo. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhanh như chớp vọt vào trong khe nứt. Sau một hồi choáng váng, Dương Bách Xuyên cảm thấy dưới chân đã vững vàng, khi mở mắt ra, hắn phát hiện nơi mình xuất hiện không phải là bên trong cung điện như tưởng tượng, mà là một thế giới đầy xương trắng. Bầu trời đỏ như máu, mênh mông vô tận, sấm chớp rền vang, gió nổi mây bay, có tiếng giống rung trời, lại nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào. Cảnh tượng thế giới này giống như là ngày tận thế. Theo tầm nhìn, Dương Bách Xuyên phát hiện mình đang đứng trên mặt đất trắng xóa, đỉnh núi san sát nhau kéo dài vô tận, đủ các dãy núi màu trắng quỷ dị. Trên đó không có lấy một ngọn cỏ, một luồng hơi thở chết chóc khiến cho người ta nghẹt thở, trong vô hình xuất hiện cỗ uy áp đè nặng, làm cho Dương Bách Xuyên gần như ngã quỵ. Hắn cố gắng đứng dậy, lúc này càn khôn tạo hóa quyết trong cơ thể cũng tự động chống lại cỗ uy áp. Dương Bách Xuyên vui mừng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cấm chế đã hoàn toàn biến mất, cuối cùng cũng có thể dùng pháp lực. Có điều... hơi thở chết chóc và uy áp vô hình ở nơi này cũng mạnh hơn gấp mấy chục lần so với thế giới bên ngoài. Nếu không sử dụng toàn bộ chân khí để chống đỡ thì e là sẽ bị đè bẹp. Đúng là một nơi quỷ dị. Vào lúc này, một tiếng cười nham hiểm vang lên. Dương Bách Xuyên, không thể không thừa nhận, người đúng là có chút bản lĩnh, thế mà lại vào được đây, nhưng mà cũng chỉ có vậy mà thôi, bây giờ bản thiếu sẽ tiễn người một đoạn đường. Luyện thiên trận kỳ của bản thiếu cũng nên thu về rồi. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu, hắn phát hiện Quan Thiên Ngạo đang đứng cách đó 30 mét. Quan Thiên Ngạo, có phải ngươi đã bắt Hạ Thiền không? Trong lòng Dương Bách Xuyên lo lắng, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh hỏi, huyết sát và uy áp ở nơi này đều khiến hắn bị ảnh hưởng rất lớn, mặc dù có thể sử dụng pháp lực nhưng lại phải chống đỡ cỗ uy áp này, mà trong mắt hắn, Quan Thiên Ngạo gần như không hề bị ảnh hưởng. Bây giờ người còn giả vờ bình tĩnh sao? Quan Thiên Ngạo cười nham hiểm, hắn nhấc đao đi từng bước tới, nơi này chính là chân thân của Thao Thiết, người không nhìn thấy xương trắng khắp nơi xếp thành núi sao. Huyết sát và uy áp cường đại vô cùng, không có tiên bảo hộ thân, tiểu tử ngươi sẽ bị đè bẹp. Người tiến vào đây có thể nói là một sai lầm, bản thiếu gia còn định sau khi lấy được mảnh vỡ thiên trảm sẽ tìm ngươi tính sổ, không ngờ ngươi lại tự vác xác tới đây. Không có tiên bảo hộ thân chống đỡ huyết sát và uy áp, bản thiếu đây sẽ từng đao giết chết ngươi, ha ha. Còn mỹ nhân Hạ Thiền kia, nói thật cho ngươi biết, nàng ta bị bản thiếu giấu ở một nơi trong bí cảnh Thao Thiết, đợi sau khi lấy được mảnh vỡ Thao Thiết, bản thiếu sẽ đi thương yêu nàng ta thật tốt, tiểu tử ngươi không cần phải bận tâm. Bây giờ đến lúc tính sổ món nợ giữa hai chúng ta, hủy diệt một phân thân của bản thiếu, ngươi nói xem. Ta phải giết ngươi như thế nào cho thỏa đáng đây? Quan Thiên Ngạo rõ ràng là không hề sợ hãi, hơn nữa hắn có vẻ như hiểu rất rõ về nơi này, nghe hắn ta nói như vậy, Dương Bách Xuyên có chút sợ hãi. Theo những gì Quan Thiên Ngạo nói, đây là nơi ở của chân thân Thao Thiết, chẳng trách khắp nơi đều là núi xương trắng không có lấy một ngọn cỏ, hóa ra là xương của hung thú Thao Thiết. Nơi này phải có tới bao nhiêu con Thao Thiết? Quả nhiên là tung tích của Hạ Thiền có liên quan tới Quan Thiên Ngạo, hắn ta giấu nàng ở một nơi nào đó trong bí cảnh Thao Thiết, chẳng trách hắn không tìm được Hạ Thiền. Còn một chuyện khác khiến Dương Bách Xuyên kinh sợ đó là, huyết sát và uy áp trong vô hình ở nơi này cần có lực lượng của tiên bảo hộ thân chống đỡ,
hiện tại xem ra Quan Thiên Ngạo không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào là bởi vì trong tay hắn có thanh đại đao kia. Nhìn Quan Thiên Ngạo cười nham hiểm bước tới, Dương Bách Xuyên sợ hãi là một chuyện, nhưng nếu nói hắn hoàn toàn không có năng lực ra tay, đây là chuyện không thể. Càn Khôn Tạo Hóa Quyết là công pháp tối cao, trong lúc vận công chống đỡ huyết sát và uy áp, theo thời gian trôi qua hắn sẽ dần thích ứng, Quan Thiên Ngạo kinh thường đúng như hắn mong muốn. Ngoài mặt thì Dương Bách Xuyên giả vờ như bị uy áp đè đến hô hấp cũng khó khăn, nhưng lại âm thầm nhấc kiếm đổ long trong tay chỉ đợi lệnh. Cho dù hắn không đánh lại thì Bình Càn Khôn vẫn còn Mai Tỷ trợ thủ, hơn nữa hắn đã dặn Ngô Mặc Thu, không chừng giây sau nàng đã tiến vào cũng nên. Quan Thiên Ngạo muốn giết chết hắn, trùng hợp hắn cũng có suy nghĩ như vậy. Điều duy nhất khiến Dương Bách Xuyên lo lắng là, uy lực thanh đại đao trong tay Quan Thiên Ngạo quả thật rất cường đại, cộng thêm tiên bảo dường như là cố tình bay từ chân thân thao thiết ra ngoài quảng trường, nơi này ngoại trừ uy lực cường đại thì hắn không còn chịu ảnh hưởng của uy áp nữa. Nếu như đánh thật thì Dương Bách Xuyên cũng không biết, kiếm kỹ của mình có áp chế được đại đao của Quan Thiên Ngạo hay không. Có điều, hiện tại hắn cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Hắn không tin là mình không làm gì được một phân thần cảnh sơ kỳ như Quan Thiên Ngạo, ưu thế của con hàng này chỉ là quen thuộc với bí cảnh thao thiết mà thôi. Đi chết đi! Khi khoảng cách chỉ còn 6 mét, Quan Thiên Ngạo thận trọng dừng bước mà không tiến lại Dương Bách Xuyên, ngay tức thì hắn ta bổ một đao về phía Dương Bách Xuyên. Tiên bảo đại đao sắc bén, đao khí ba trượng mang theo tiếng xé gió chém xuống. Mà Dương Bách Xuyên cũng gầm lên một tiếng, hắn đã có chuẩn bị từ sớm, phong vân kiếm chém. Chiêu thức thứ hai của kiếm kỹ toàn phong, 900 kiếm hợp thành một kiếm, tuyệt đối không phải chỉ để giỡn chơi. Một kiếm chém ra có uy lực phi phàm. Một đao một kiếm chạm nhau. Tiếng nổ vang lên. Quan Thiên Ngạo thay đổi sắc mặt, không ngờ dưới uy áp khổng lồ mà Dương Bách Xuyên vẫn có thể thi triển ra kiếm kỹ cường đại như vậy, điều này khiến hắn ta kinh hãi. Dương Bách Xuyên bị ảnh hưởng bởi sóng khí dao động, khi chống đỡ uy áp hắn đã mất đi thăng bằng, bay ngược ra ngoài. Khóe mắt hắn liếc thấy Quan Thiên Ngạo giơ đại đao chắn trước mặt, có vẻ như cũng không bị ảnh hưởng nhiều, ngược lại hắn ta còn theo sát phía sau, cầm đao xông tới. Dương Bách Xuyên biết lúc này mình đã cố gắng hết sức, đối phương chiếm ưu thế thiên thời địa lợi, cứ như vậy thì hắn sẽ chịu thiệt lớn. Dương Bách Xuyên giống lên, Mai Tỷ, mau hỗ trợ. Gào, trong tiếng giống vang vọng, Mai Tỷ hóa thân thành Kim Long xuất hiện. Gào. Tiếng rồng thét dài vang dội, Kim Long đột nhiên xuất hiện, phun ra một luồng long tức vàng rực đối đầu chính diện với đao khí của Quan Thiên Ngạo. Hơi thở của rồng bùng nổ. Uy lực phi phàm. Tiếng nổ tung vang dội. Quan Thiên Ngạo lùi về phía sau mấy mét rồi phun ra một ngụm máu. Thanh đại đao trong tay hắn có uy lực vô cùng cường đại, nhưng khi đối diện với Kim Long Mai Tỷ, dường như vẫn còn thua kém một bậc. Dương Bách Xuyên thấy vậy thì mừng thầm, hắn đột nhiên xông lên, lúc này mà không ra tay thì còn đợi lúc nào nữa. Kiếm trận Hắc Liên, lên. Trong tiếng nổ vang, Dương Bách Xuyên chém một kiếm về phía Quan Thiên Ngạo, ngay lập tức, bốn đóa hắc liên xuất hiện trên kiếm đổ long rồi xoay tròn bên cạnh Quan Thiên Ngạo. Quan Thiên Ngạo đã được mở mang kiến thức về kiếm kỹ hắc liên quỷ dị của Dương Bách Xuyên, hắn ta không dám khinh thường, tay kia vung đao chém trả, năm dây leo màu đỏ trên tay còn lại bỗng nhiên đón gió cuốn quanh hắc liên. Gào! Mai Tỷ cũng không rảnh rỗi ngồi không, lúc trước nàng phải bảo vệ an toàn cho Dương Bách Xuyên và Tiểu Ô Quy ở luyện thiên trận. Lúc đó đối phó với Quan Thiên Ngạo có chút vướng víu, nhưng sự xuất hiện lần này lại không như vậy, nàng nhất định phải dạy cho Quan Thiên Ngạo một bài học nhớ đời, trước mặt Dương Bách Xuyên, nếu không làm gì được Quan Thiên Ngạo tận hai lần thì nàng sẽ rất mất mặt. Sâu trong nội tâm của Mai Tỷ, chỉ có mình nàng biết, có thể hóa rồng được như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ có Dương Bách Xuyên, nếu không có Dương Bách Xuyên thì hiện tại nàng cũng sẽ không có thành tựu. Trong lòng Mai Tỷ, tình cảm đối với Dương Bách Xuyên là một thứ gì đó rất đặc biệt, phức tạp đến mức nàng cũng không thể hiểu rõ được. Nói chung, Mai Tỷ rất biết ơn Dương Bách Xuyên, muội muội Mai Thi Dĩnh cũng là do Dương Bách Xuyên tìm được, để hai tỷ muội được đoàn tụ với nhau, nỗi lo lắng nhất trong lòng của Mai Tỷ cũng vì sự xuất hiện của muội muội mà tiêu tan. Trong 100 năm nay, nàng vô lo vô nghĩ tu luyện ở Long Cung bên trong không gian càn khôn,
đối với nàng mà nói hóa được rồng là một kỳ thích, nguyên do nhiều hơn là bởi vì bình càn khôn, Mai tỷ hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai hết, chỉ là nàng không nói cho Dương Bách Xuyên mà thôi. Từ một góc độ nào đó mà nói, Mai tỷ biết Dương Bách Xuyên chính là chủ nhân của nàng, chủ nhân triệu hoán hai lần, nàng không thể thất bại, nhất định phải tóm được Quan Thiên Ngạo. Chấm chấm chấm. Quan Thiên Ngạo nghe thấy tiếng giống của rồng, lần này, hắn đã thật sự lo lắng. Một con kim long đã đủ để đối với hắn ta, cộng thêm kiếm kỹ quỷ dị của Dương Bách Xuyên, hắn biết nếu cứ tiếp tục dây dưa thì người chịu thiệt sẽ là mình. Nghĩ như vậy, trong lòng Quan Thiên Ngạo đã hạ quyết tâm. Đối mặt với kiếm khí hắc liên của Dương Bách Xuyên, Quan Thiên Ngạo bắt đầu nảy sinh ác độc, đại đao và dây leo trong tay phát huy sức mạnh đến mức tột cùng, dù sao thì hắn ta cũng không dám tới gần kiếm khí hắc liên của Dương Bách Xuyên. Hắn ta đã nhìn thấy cảnh tượng sau khi kiếm khí hắc liên phát nổ. Tiên bảo đại đao vung lên, năm sợi dây leo hóa thành năm con du long đột nhiên công kích về phía hắc liên. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, cát bụi bay mù, Mai tỷ hóa thân thành kim long, nhân cơ hội đập cái đuôi đánh về phía Quan Thiên Ngạo. A! À. Ngay lập tức, Quan Thiên Ngạo kêu gào thảm thiết. Dương Bách Xuyên đứng cách xa 10 mét nhìn thấy cơ thể Quan Thiên Ngạo bị cái đuôi rồng của Mai tỷ quật trúng, hóa thành một màn xương máu. Chết rồi! Dương Bách Xuyên có chút không tin nổi, hắn ngạc nhiên khi chứng kiến công kích cường đại của Mai tỷ, Quan Thiên Ngạo cứ như vậy bị giết chết. Dương Bách Xuyên không biết nói gì, hắn biết Quan Thiên Ngạo là cung chủ Bổ Thiên Cung, không thể bị đánh chết dễ dàng như vậy được. Dương Bách Xuyên đi tới chỗ Quan Thiên Ngạo nổ tung thành xương máu, chỉ thấy dưới mặt đất có vết máu, ngay cả khối thịt nát vụn cũng không hề lưu lại. Nhưng giây sau, hắn nhìn thấy máu nhỏ giọt cách đó vài mét. Vậy là thế nào? Lúc này, Mai tỷ hóa thành hình người đi tới cạnh Dương Bách Xuyên hỏi. Nếu như ta đoán không nhầm thì thứ tỷ giết chết vẫn là một phân thân của Quan Thiên Ngạo, trên đất không hề thấy thịt vụn hay xương cốt nào, tỷ nhìn vết máu phía xa kia đi, có lẽ hắn ta dùng phân thân để bỏ chạy rồi. Dương Bách Xuyên phân tích. Lại là phân thân, Mai tỷ tức giận. Không sao, lần này là phân thân thứ hai của hắn ta, cũng rất có khả năng là phân thân cuối cùng, nhìn theo vết máu ở hiện trường thì sẽ thấy. Sau khi phân thân này bị tỷ đánh nát thì thực thể của hắn cũng bị thương nghiêm trọng, chúng ta lần tìm theo vết máu thì nhất định sẽ giết chết được. Ta đi cùng đệ đối với Mai tỷ mà nói, không giết chết được Quan Thiên Ngạo đồng nghĩa với việc nàng không giúp đỡ được Dương Bách Xuyên. Được, chúng ta tìm theo vết máu, không diệt được con hàng này sẽ để lại tai họa. Dương Bách Xuyên gật đầu, dẫn theo Mai tỷ đi tìm kiếm. Lần tìm theo vết máu, mặc dù Quan Thiên Ngạo giống như đã chạy thoát, nhưng sau khi bị hủy hai phân thân thì chắc chắn bản thể sẽ bị cắn trả, dù sao thì tu luyện phân thần cảnh phải dựa vào phân thân nguyên thần và máu tươi, nếu phân thân bị hủy thì cơ thể Quan Thiên Ngạo bị thương là điều khó tránh khỏi. Nếu tìm được thực thể của Quan Thiên Ngạo thì Dương Bách Xuyên tự tin sẽ giết chết được hắn, dù sao thì có Mai tỷ giúp hắn là đủ. Nếu không phải do chịu ảnh hưởng uy áp ở nơi này, đổi lại là bên ngoài thì hắn đã sớm giết chết Quan Thiên Ngạo rồi. Hắn và Mai tỷ truy theo vết máu, sau chừng một canh giờ, trong tầm mắt bọn họ xuất hiện một đầu lâu khổng lồ. Nhìn từ phía xa, nó trông giống như một bộ xương cao vài trăm thước, hoặc nói đúng hơn là đầu lâu thao thiết. Vệt máu dẫn vào bên trong miệng đầu lâu thao thiết đang mở rộng. Sau khi tới nơi này, uy áp càng nồng đậm hơn, may mà Dương Bách Xuyên có càn khôn tạo hóa quyết mới có thể chống đỡ. Vân tử, cẩn thận! Tỷ cảm thấy nơi này có hơi thở rất hung ác, vô cùng cường đại. Khi chuẩn bị tiến vào, Mai tỷ không nhịn được mà nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, nơi này xương chất thành núi, mặc dù là đầu lâu thao thiết, có khí tức hung ác cũng là bình thường, có điều chưa diệt trừ được Quan Thiên Ngạo thì ta sẽ không yên tâm, nếu hắn ta thoát được khỏi đây thì sẽ gây phiền phức cho Vân Môn, hơn nữa Hạ Thiền vẫn đang bị hắn ta giấu ở nơi nào đó không biết, chúng ta nhất định phải tìm thấy hắn. Dứt lời, Dương Bách Xuyên dẫn đầu bước vào trong cửa sơn động hình đầu lâu đang mở rộng, chính xác mà nói thì đây là một cái miệng. Hắn cũng tò mò, làm sao Quan Thiên Ngạo có để tiến vào nơi này, có điều con hàng này thân là cung chủ Bổ Thiên Cung mà lại biết được bí mật của bí cảnh thao thiết, xem ra là có mục đích.
Nếu như Dương Bách Xuyên đoán không nhầm thì mục đích của hắn ta chính là mảnh vỡ thiên trảm. Đây cũng chính là mục đích của tất cả những người tiến vào bí cảnh thao thiết, bọn họ đều tới vì mảnh vỡ thiên trảm, đương nhiên khả năng lớn là đa số chỉ biết mảnh vỡ thiên trảm ở đâu, nhưng lại không biết được vị trí cụ thể. Nếu như có người biết được vị trí cụ thể thì chắc chắn Quan Thiên Ngạo chính là một trong số đó, mà mảnh vỡ thiên trảm rất có khả năng nằm bên trong đầu lâu thao thiết này. Dương Bách Xuyên vừa đi vừa nói với Mai Tỷ, nghe hắn nói xong, Mai Tỷ cũng cảm thấy rất có lý. Mai Tỷ cũng nói ra quan điểm của mình, theo như những gì đệ nói thì bên trong cái gọi là mảnh vỡ thiên trảm sẽ ẩn chứa bí mật hoặc là sức mạnh cường đại nào đó. Nếu thật sự là như thế thì chúng ta phải nhanh chân hơn mới được, chẳng may bên trong mảnh vỡ thiên trảm có lực lượng cường đại gì đó, Quan Thiên Ngạo đoạt được thì chúng ta đối phó với hắn cũng sẽ rất khó khăn. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ thì thấy cũng đúng, hai người họ phải nhanh hơn mới được. Sau khi bước vào sơn động, trong này không hề âm u như tưởng tượng, ngược lại càng đi vào bên trong thì lại càng sáng, nhìn kỹ mới phát hiện xương trên vách hai bên hang phát ra ánh sáng mờ ảo, hơn nữa còn có phù văn đang lóe lên. Khi hai người đi vào sâu hơn 300 mét, xương hai bên hang chuyển sang màu trong như pha lê, thực sự rất thần bí. Lúc này, vệt máu trên mặt đất cũng biến mất, bên trong xuất hiện 7 hang động, trong lúc nhất thời, Dương Bách Xuyên cũng không biết nên đi về hướng nào. Dương Bách Xuyên cảm nhận chấm ma khí mà Quan Thiên Ngạo để lại trong lòng bàn tay nhưng lại không thu được gì, có lẽ đã bị Quan Thiên Ngạo cắt đứt, nghĩ lại thì cũng đúng, dưới tình huống bất lợi như vậy, Quan Thiên Ngạo mà còn giữ lại ma khí để cho Dương Bách Xuyên theo dõi thì hắn ta đúng là ngu ngốc. Trong khi hai người họ đang do dự lựa chọn con đường nào thì trong số những cửa động xếp thành hàng, sơn động thứ 3 lóe lên ánh sáng màu đỏ, ánh sáng đỏ giữa hang động màu pha lê cực kỳ chói mắt. Dương Bách Xuyên nghĩ, có lẽ Quan Thiên Ngạo đã bước vào hang động này, nếu như hang thứ 3 đã có dị tượng, vậy thì dứt khoát chọn luôn con đường này đi. Sau 10 phút, bọn họ xuất hiện ở một không gian chừng hơn 100 mét vuông, phù văn lóe lên khắp nơi, tiếng gầm giống không thuộc về con người vang vọng. Hai người vừa bước vào đã trông thấy Quan Thiên Ngạo. Có điều lúc này, cơ thể Quan Thiên Ngạo đang trôi nổi trên không, hắn đang cầm một thứ gì đó hình thoi lớn chừng bàn tay. Giống giống giống. Từng tiếng gào thét phát ra từ trong miệng của Quan Thiên Ngạo, mà vật trong tay hắn lại lóe lên ánh sáng đỏ theo quy luật. Phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên là mảnh vỡ thiên trảm. Vật hình thoi trong tay Quan Thiên Ngạo chính là mảnh vỡ thiên trảm. Mặc dù Dương Bách Xuyên chưa từng thấy mảnh vỡ thiên trảm, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức quỷ dị vô cùng cường đại tản ra từ đồ vật kia. Nhìn hình dạng thì có vẻ giống mảnh vỡ thiên trảm, trông giống hình thoi nhưng thực ra mảnh vỡ thiên trảm không có hình dạng cụ thể. Nhìn qua tình huống hiện tại, hắn cũng không biết Quan Thiên Ngạo đã hấp thụ lực lượng của mảnh vỡ thiên trảm hay là mảnh vỡ thiên trảm đang hút sức mạnh của Quan Thiên Ngạo. Dù sao thì cả mảnh vỡ thiên trảm và Quan Thiên Ngạo đều đang trôi lơ lửng. Cảnh tượng này rất quỷ dị. Quan Thiên Ngạo phát ra tiếng giống không thuộc về con người, hình thoi trong tay hắn tản ra ánh sáng đỏ theo quy luật, nhưng hắn vẫn không thể khẳng định được ai đang hút sức mạnh của ai. Lúc này, Quan Thiên Ngạo đang ở trong một trạng thái dày vò, Dương Bách Xuyên cũng không phải dạng quân tử gì, hắn nhấc kiếm chém về phía Quan Thiên Ngạo. Dù sao thì Quan Thiên Ngạo là kẻ địch còn Dương Bách Xuyên không phải quân tử. Bây giờ tiêu diệt kẻ địch mới là quan trọng nhất. Một kém chiếm ra chính là chín đạo phong nhẫn. Chỉ cần Quan Thiên Ngạo không cử động thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng Dương Bách Xuyên vừa động thủ thì đã phát hiện, bản thân đã nghĩ quá đơn giản. Khi kiếm khí phong nhẫn chém tới Quan Thiên Ngạo, chỉ thấy xung quanh Quan Thiên Ngạo bừng lên ánh sáng đỏ. Hóa giải chín đạo kiếm khí mà không hề tốn chút sức lực nào. Ngay sau đó, một màn khiến cho trái tim Dương Bách Xuyên đập loạn xuất hiện, Quan Thiên Ngạo bỗng dưng giống lên một tiếng rồi buông lỏng vật hình thoi tay. Giữa ánh sáng đỏ lập lòe, vật hình thoi màu đỏ hóa thành ba mảnh, hoặc nói đúng hơn thì nó vốn là ba mảnh nhưng lại bị Quan Thiên Ngạo hợp thành một khối. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên nghĩ mình đã đoán đúng, nếu như vật hình thoi này chính là mảnh vỡ thiên trảm. Quả thật có thể dung hợp thành một khối, bởi vì xét cho cùng thì mảnh vỡ thiên trảm là thiên ấn của Sơn Hải, đây chính là một chí bảo hoàn chỉnh. Ba khối hình thoi sau khi tách ra cũng không hề rơi xuống mà tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt,
Giây sau Dương Bách Xuyên nhìn lên, hắn phát hiện bên trong vần sáng xuất hiện một đứa trẻ mặc áo đỏ chừng 8-9 tuổi, thằng bé mỉm cười nói, đại ca ca, mau qua đây. Ba mảnh thiên trảm này cho ca hết đó. Lúc này, đầu óc Dương Bách Xuyên là một mảng trống rỗng, hắn không tự chủ được mà bước về phía đứa trẻ kia. Gào! Đột nhiên bên tai vang lên tiếng giống vang vọng của rồng. Dương Bách Xuyên giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đã bị đứa trẻ trong vầng sáng kia mê hoặc. Vân Tử, mau tỉnh lại! Mai Tỷ bỗng nhiên giống lên, chính âm thanh này đã khiến Dương Bách Xuyên thức tỉnh. Trong nháy mắt, Kim Long lượn quanh trước người Dương Bách Xuyên, sau đó nhìn chằm chằm vào đứa trẻ áo đỏ kia. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện, đứa trẻ quỷ dị kia căn bản không phải là thực thể, nó chỉ là một hình ảnh phản chiếu được tụ hợp bởi năng lượng phát ra từ ba mảnh thiên trảm kia. Giống, đứa bé kia lập tức giận dữ, sau đó hóa thành một quái thú giữa vầng sáng đỏ, giống về phía Dương Bách Xuyên và Kim Long. Cẩn thận, đây là hung thú thao thiết, có lẽ là tàn hồn nguyên thần. Mai Tỷ đang hóa hình thành Kim Long nói. Trong lòng Dương Bách Xuyên giật mình, hắn biết. Sau khi Mai Tỷ hóa thành Kim Long thì đã tiếp nhận truyền thừa huyết mạch, nhận ra được hung thú thao thiết cũng không có gì lạ. Lúc này, trong đầu hắn nhớ lại lời dặn dò của Long Kiều Nam, bảo hắn nếu như gặp phải đứa trẻ mặc áo đỏ thì không được có suy nghĩ tham lam, chạy được bao xa thì chạy. Dương Bách Xuyên nhớ lại đứa trẻ và ba mảnh thiên trảm vừa rồi, cộng thêm Mai Tỷ nói đây chính là hung thú thao thiết, trên trán hắn toát cả mồ hôi lạnh. Đứa nhỏ kia vừa xuất hiện đã khiến đầu óc hắn trống rỗng mất đi lý trí, hơn nữa vừa rồi không phải là công kích mạnh nhất của hắn, nhưng đó cũng là kiếm kỹ đại thành, không ngờ sau khi vầng sáng đỏ lóe lên thì lại bị hóa giải một cách nhẹ nhàng. Thủ đoạn như vậy nhất định là do đứa trẻ áo đỏ kia, hay nói đúng hơn là hung thú thao thiết gây nên. Chẳng trách đứa nhỏ kia vừa mở miệng đã bảo hắn lấy đi mảnh vỡ thiên trảm, sự mê hoặc này e là chẳng mấy người có thể chống cự được. Vật hình thoi kia chính là mảnh vỡ thiên trảm, điều này đã được xác thực. Hơn nữa, có lẽ Quan Thiên Ngạo đã bị đứa trẻ kia, à không, phải nói là hung thú thao thiết mê hoặc. Không phải Quan Thiên Ngạo hấp thụ mảnh vỡ thiên trảm mà là hung thú thao thiết đã ma hóa Quan Thiên Ngạo. Mảnh vỡ thiên trảm ở trong bí cảnh thao thiết, thậm chí còn nằm bên trong đầu lâu thao thiết, tàn hồn nguyên thần của hung thú thao thiết đã ma hóa ăn mòn mảnh vỡ thiên trảm, điều này rất có khả năng. Bị một tiếng giống của Mai Tỷ cắt đứt mê hoặc khiến cho hung thú thao thiết rất tức giận, giữa vầng sáng đỏ, từ một đứa trẻ hóa thành một cái đầu quái thú dữ tợn. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời nhắc nhở của Mai Tỷ, hắn không do dự nói với nàng, Mai Tỷ, đi thôi. Trong truyền thuyết, hung thú thao thiết là một trong bốn loại ác thú, thuộc loại mãnh thú thời viễn cổ, e là tàn hồn nguyên thần cũng sẽ có sức mạnh kinh khủng. Cộng thêm lời nhắc nhở của Long Kiều Nam lúc trước. Dù muốn hay không thì hắn cũng phải đi. Mặc dù Tu Vi là phân thần sơ kỳ, nhưng hắn cũng chưa tự tin đến mức có thể đánh nhau với hung thú thao thiết, trong sách cổ cũng có ghi chép lại sự hung dữ của hung thú này. Hơn nữa, trong giới tu sĩ còn có rất nhiều thế lực vô danh, hắn không muốn thất bại ở đây. Mặc dù Mai Tỷ hóa thân thành Kim Long, nhìn qua thì có vẻ oai phong lẫm liệt nhưng thật ra, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được. Sự cường đại của Mai Tỷ chỉ là tương đối mà thôi, nàng có thể hóa thân thành Kim Long chủ yếu là nhờ có bình càn khôn, không thể so sánh được với chân long trong truyền thuyết, cho dù cường đại thì vẫn cần có quá trình trưởng thành, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của hung thú thao thiết, có ngu mới ở lại nơi này. Hai người xoay người bỏ chạy. Rầm rầm. Chỉ có điều, sau hai tiếng nặng nề vang lên, bọn họ mở to mắt không bước tiếp. Dương Bách Xuyên không ngờ lối vào vừa rồi đã bị ánh sáng màu đỏ nồng đậm ngăn cản, bọn họ giống như là đụng phải một tảng đá, sau đó bị bắn ngược trở lại. Ngoan ngoãn ở lại đây, bản tôn phải cần máu tươi của các ngươi để hồi phục. Dương Bách Xuyên bỗng nhiên quay đầu lại, chẳng biết từ khi nào, Quan Thiên Ngạo tràn đầy ma khí đang đứng trên đầu hung thú thao thiết. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ, Quan Thiên Ngạo đã bị hung thú thao thiết khống chế. Lâu như vậy mà hung thú thao thiết vẫn chưa ra tay với hắn và Mai Tỷ, điều này có thể chứng minh, vì một lý do nào đó mà tàn hồn của hung thú thao thiết ở bên trong ba mảnh thiên trảm không thể thoát ra ngoài, nó chỉ có thể mượn sức lực của Quan Thiên Ngạo. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động,
nếu như đứng trước mặt hắn không phải là tàn hồn của hung thú thao thiết mà là Quan Thiên Ngạo thì hắn còn tự tin đánh một trận. Đương nhiên hắn cũng hiểu được, thực ra đây là do ảnh hưởng tâm lý. Hung thú khống chế Quan Thiên Ngạo chính là hung thú thao thiết. Hiện tại xem ra, tàn hồn của hung thú đang muốn luyện hóa hắn và Mai Tỷ để được sống lại. Đây chính là hung thú viễn cổ, đúng là có chút thủ đoạn. Luyện hóa một Quan Thiên Ngạo còn không đủ, còn đòi luyện hóa cả hắn và Mai Tỷ. Nắm chặt kiếm đồ long trong tay, Dương Bách Xuyên xoay người chém một nhát lên màn xương máu phía sau lưng. Ầm ầm. Xương máu bị chém một kiếm nhưng không có chút sức mẻ nào, nhưng gan bàn tay của Dương Bách Xuyên lại đau nói, hắn biết không có cách nào cả. Màn xương máu cường đại không phá nổi, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đánh một trận. Cũng vào lúc này, Quan Thiên Ngạo hay nói đúng hơn là hung thú thao thiết không cho hắn thêm cơ hội chém thêm nhát nào nữa. Chỉ thấy hai mắt Quan Thiên Ngạo lóe lên tia máu, bay lên từ cái đầu của hung thú thao thiết, đột nhiên bổ xuống một đao. Một đao này khiến cho Dương Bách Xuyên thay đổi sắc mặt, uy lực còn mạnh hơn gấp 10 lần lúc trước. Kiếm trận Hắc Liên, nổ cho ta. Dương Bách Xuyên vận công chân khí thi triển kiếm kỹ Hắc Liên. Mai Tỷ hóa kim long gào to một tiếng rồi lao thẳng tới phía Quan Thiên Ngạo. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên lo lắng là, hắn nhìn thấy khóe miệng Quan Thiên Ngạo nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Lúc này, công kích của hai bên đã chạm vào nhau. Ầm ầm. Trong tiếng nổ vang, bốn đóa hắc liên của Dương Bách Xuyên nứt ra, nhưng lại bị một đao của Quan Thiên Ngạo hóa giải, hơi thở của Mai Tỷ phun ra cũng bị ánh sáng đỏ giải trừ. Chớp mắt, Dương Bách Xuyên lật tay chém ra một kiếm. Ngay lúc này, Quan Thiên Ngạo lại biến mất ngay tại chỗ, khiến cho Dương Bách Xuyên không nắm được quỹ đạo của hắn ta. Gào. Ở một giây kế tiếp, bên tai hắn vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của Mai Tỷ. Nhìn thấy vết máu của Kim Long rơi xuống từ không trung, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, hắn phát hiện Mai Tỷ đã bị năm nhánh dây leo trói chặt, sau đó bị quăng ra xa, nơi Mai Tỷ rơi xuống chính là tàn hồn của hung thú thao thiết. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Dương Bách Xuyên đã thay đổi, không ngờ Quan Thiên Ngạo lại xảo quyệt như vậy, à không đúng, hiện tại hắn ta chính là hung thú thao thiết. Dương Bách Xuyên biết. Nếu như Mai Tỷ tới gần ma mảnh vỡ thiên trảm kia thì nhất định sẽ bị hung thú thao thiết luyện hóa, vừa rồi hắn đã nói muốn hấp thụ máu tươi của hắn và Mai Tỷ. Trong lòng quính lên, hắn nhào thẳng qua đó. Lúc này, Quan Thiên Ngạo vèo một cái xuất hiện ngay bên cạnh hắn, tốc độ nhanh tới mức Dương Bách Xuyên không thể phản ứng kịp. Ngươi cũng qua đó đi. Trong tiếng cười nham hiểm, Dương Bách Xuyên bỗng nhiên bị hắn đánh một chưởng lên người, ngay lập tức. Dương Bách Xuyên cảm thấy xương cốt trong người như gãy vụn, cơ thể không tự chủ được mà bay về phía hung thú thao thiết. Dương Bách Xuyên không thể cử động cơ thể, toàn thân không chút sức lực, ầm một tiếng, bị hung thú thao thiết dùng móng vuốt tóm lấy. Hung thú thao thiết lúc này đương nhiên không phải là chân thân, mà chỉ là một dạng năng lượng, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm thấy không khác gì thực thể. Mai Tỷ cũng vậy, bị móng vuốt khổng lồ còn lại của hung thú thao thiết tóm lấy, như thể có ma lực. Cơ thể dài 9 thước của Mai Tỷ lập tức thu nhỏ lại mấy lần. Mà cơ thể của hung thú thao thiết thật ra cũng không lớn lắm, chỉ cao 3 trượng, dài 6 trượng, trông giống một con sư tử, toàn thân bao phủ bởi những cục u đầy màu sắc, nhưng Dương Bách Xuyên biết, đây là bản thu nhỏ của hung thú thao thiết. Tuy rằng lúc này chỉ là dạng năng lượng của tàn hồn, nhưng khí tức mạnh mẽ tỏa ra khiến Dương Bách Xuyên tuyệt vọng. Ha ha, tên tiểu tử kia! Được hiến sinh mệnh cho bản tôn là vinh hạnh của ngươi, ha ha ha. Quan Thiên Ngạo lơ lửng trên không trung nhìn Dương Bách Xuyên cười ha hả, ngay sau đó một luồng sáng đỏ sẫm bay ra từ ấn đường của Quan Thiên Ngạo, lập tức chui vào cơ thể hung thú thao thiết. Mà Quan Thiên Ngạo cũng rơi xuống. Hiện giờ trông có vẻ như Quan Thiên Ngạo đã bị hung thú thao thiết hút khô từ lâu, biến thành một cái xác, sau khi bắt được hắn và Mai Tỷ, hung thú thao thiết mới vứt xác Quan Thiên Ngạo đi. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy một sức mạnh không thể kháng cự từ móng vuốt của hung thú thao thiết tràn vào cơ thể mình, khiến Dương Bách Xuyên không nhịn được kêu lên một tiếng, sau đó cảm thấy sức lực toàn thân bắt đầu cạn kiệt. Chân khí, máu huyết, thần hồn, tất cả đều đang cạn dần. A! À, tiếng rồng kêu đầy đau đớn của Mai Tỷ lập tức vang lên, có lẽ nàng ấy cũng giống hắn, cũng bị đối xử như vậy.
Lúc này lòng Dương Bách Xuyên lạnh đi. Chẳng lẽ sẽ kết thúc như vậy sao? Dương Bách Xuyên hét lên trong lòng. Đối diện với hung thú thao thiết mạnh mẽ, hắn căn bản không có sức phản kháng, còn liên lụy đến Mai Tỷ. Ai ngờ được rằng, ở đây lại có tàn hồn của hung thú thao thiết tồn tại chứ? Mọi thứ đều kết thúc rồi. Cảm nhận được sức lực trong cơ thể dần mất đi, Dương Bách Xuyên biết lần này có thể sẽ bị hung thú thao thiết hút khô, mặc dù con súc sinh này chỉ là tàn hồn, nhưng vẫn là hung thú. Tàn hồn tồn tại từ thời viễn cổ, cơ thể chết đi tàn hồn bất diệt. Hơn nữa có vẻ như nó lợi dụng sức mạnh của mảnh vỡ thiên trảm, dùng máu của bọn họ để hồi sinh. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang vô cùng tuyệt vọng, hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay trái của mình bắt đầu nóng lên. Trong lòng đột nhiên nóng lên, có cảm giác như nước mắt sắp trào ra. Là bình càn khôn chuyển động. Nhất thời trong lúc tuyệt vọng, hắn đã quên mất bí mật lớn nhất của mình, bình càn khôn. Mỗi khi rơi vào thời khắc sinh tử, bình càn khôn nhất định sẽ có phản ứng, hay là nói, tự động xuất hiện bảo vệ chủ. Nhớ lại trước kia đều là như thế. Lần này bình càn khôn vẫn như trước, không khiến hắn thất vọng. Tàn hồn của hung thú thao thiết quả thực vô cùng lợi hại, nhưng bình càn khôn trên cánh tay trái của hắn càng thần bí hơn. Tuy đến nay hắn vẫn không thể làm rõ bí mật của bình càn khôn, nhưng bình càn khôn có thể lưu giữ tàn hồn của người có cấp bậc tán tiên chí tôn như sư phụ Vân Thiên Tà, có thể mở ra không gian của bình càn khôn, có thể tạo ra sự sống, có thể xuất hiện linh đào có thể so với chân khí đan cấp cao, có thể biến Mai Tỷ thành một con rồng thực sự, lại tồn tại công pháp trong ngoài vũ trụ. Một vật thần kỳ như vậy, Dương Bách Xuyên tin rằng việc trấn áp tàn hồn của một con hung thú thao thiết là không thành vấn đề. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cảm giác vị trí hình vẽ của bình càn khôn trên cánh tay trái càng lúc càng nóng, sau đó tỏa ra ánh sáng ngũ sắc lấp lánh. Ầm! Một tiếng nổ vang lên. Ống tay áo của tay trái đột nhiên bị xé toạc ra. Ánh sáng ngũ sắc lập tức hóa thành ngàn vạn tia sáng, chói lọi như mặt trời sau mưa. Làm cho Dương Bách Xuyên không thể không nhắm mắt lại. Gừ gừ gừ. Trong tai vang lên tiếng kêu thảm thiết vô cùng hoảng sợ của hung thú thao thiết. Dương Bách Xuyên trong lòng cả kinh, hắn biết bình càn khôn xuất hiện, hắn và Mai Tỷ được cứu rồi. Trong lúc mơ hồ, ánh sáng ngũ sắc quét qua tàn hồn của hung thú thao thiết, bao trùm cả đại sảnh trống trải. Gừ. Tàn hồn của hung thú thao thiết ngày càng vang dội. Dương Bách Xuyên cảm nhận được sự hao mòn sức lực trong cơ thể đã dừng lại, mà móng vuốt to lớn của hung thú thao thiết giữ lấy cơ thể hắn đang không ngừng run rẩy. Còn hình vẽ bình càn khôn trên cánh tay trái cũng truyền đến từng luồng nhiệt rõ ràng. Dương Bách Xuyên hoàn toàn yên tâm, luồng nhiệt này hắn đã quá quen thuộc, chính là cảm giác mỗi lần bình càn khôn hấp thụ luyện hóa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 81.